Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 144. Huyết Long gật đầu, chủ nhân, tôi sao dám lừa người. Tốt, Diệp Bắc Minh không muốn lãng phí một giây phút nào, lấy con dao găm ra và cắt vào lòng bàn tay của mình. Máu tươi chảy ra, con Huyết Long tiến lên, lấy mũi ngửi một lát, ngẩng đầu lên và gầm lên trong hư không. Gào, hư không khẽ rung lên, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Từ trong hư không, lại xuất hiện một sợi dây mỏng màu đỏ như máu, một đầu nối với mũi của Huyết Long, giống như râu rồng. Đầu kia, chìm sâu vào hư không. Chủ nhân, tìm thấy rồi. Ở đâu? Mắt Diệp Bắc Minh đỏ lên. Huyết Long nói, cách đây 67.398 dặm, hình như là một hầm mỏ. Chấm, Chiến Tông, trong đại điện. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, ngươi dám đánh vào mặt bổn công tử. Hoa Du Nhiên cực kỳ tàn nhẫn, hung hãn dẫm lên đùi một ông lão Chiến Tông. Bang, 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 dưới mười mấy cú dẫm, đùi của ông lão Chiến Tông đã hoàn toàn biến thành một đám thịt. Anh ta vẫn còn tức giận, lại túm lấy cổ ông lão. Bốp, nhà họ Hoa ở vị diện chi thượng là cái thứ gì? Bây giờ ngươi biết nhà họ Hoa là cái gì rồi chứ? Anh ta tát liên tiếp hàng chục cái. Ông lão đã hoàn toàn mất đi bộ dạng con người. Một nhóm cấp cao của Chiến Tông, trong đó có tông chủ của Chiến Tông, đều đứng đó, không dám thở một hơi. Nhìn chằm chằm vào vị trí vốn thuộc về tông chủ của Chiến Tông, lúc này, có một thanh niên mặc áo gấm đang ngồi ở đó. Hoa Vũ Thần, anh trai ruột của Hoa Du Nhiên. Sau khi ông lão lưng gù truyền tin lại, Hoa Vũ Thần lập tức tiến vào chân võ giới, thông qua tín vật của nhà họ Hoa ở trên người Hoa Du Nhiên, tìm thấy vị trí cụ thể. Hoa thiếu gia, ông ta đã chết rồi, xin cậu bớt giận. Tông chủ của Chiến Tông là một người đàn ông trung niên. Lúc này đang đứng run rẩy, cúi đầu tiến về phía trước. Chiến Tông là một tông môn hàng đầu ở chân võ giới. So với vị diện chi thượng thì không khác gì một con kiến. Chỉ cần Hoa Vũ Thần muốn, chỉ một câu nói, Chiến Tông sẽ lập tức biến thành cho bụi. Bớt giận, ta bớt giận cái con khỉ. Trong mắt Hoa Du Nhiên đầy những tia máu, chỉ vào mặt mình, mặt ta là chỗ mà thứ rác rưởi các ngươi có thể đánh à. Ta phải cho Chiến Tông các ngươi hoàn toàn bị hủy diệt. Cái gì, sắc mặt của tông chủ Chiến Tông thay đổi lớn, quỳ xuống đất thụp, một tiếng. Hoa thiếu gia, xin tha cho Chiến Tông chúng tôi đi. Nếu thật sự không được, tôi sẵn sàng trả giá bằng mạng sống của mình. Bang, 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 ông ta quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Yên Tuyết cau mày, như này có phải hơi quá đáng rồi không? Hoa tộc chắc hẳn có lời dạy của tổ tiên, không nên can thiệp quá nhiều vào việc của các vị diện cấp dưới đúng không? Hoa Vũ Thần liếc nhìn Cổ Yên Tuyết, vậy thì nể mặt Yên Tuyết. Tông chủ Chiến Tông vui mừng khôn xiết, đa tạ Hoa thiếu gia. Rồi lại dập đầu với Cổ Yên Tuyết, đa tạ cổ cô nương. Hoa Vũ Thần nhàn nhạt nói, người của Chiến Tông, tội sống có thể miễn, nhưng tội chết thì khó thoát. Cậu nói, tông chủ Chiến Tông biến sắc. Hoa Vũ Thần nói, thứ nhất, đánh vào mặt em trai ta, Chu Di cửu tộc. Thứ hai, chỉ cần là người có mặt ở hiện trường, tất cả những người nhìn thấy em trai ta bị đánh, Chu Di tam tộc. Thứ ba, Chiến Tông phải giao toàn bộ lợi nhuận 1 vạn năm của tông môn. Tông chủ Chiến Tông há hốc miệng, vẻ mặt khổ sở, Hoa thiếu gia, như vậy có phải quá nghiêm trọng rồi không? Hoa Vũ Thần cười đầy ẩn ý, sao thế? Ngươi phản đối lời của bổn công tử sao? Nếu như vậy, thứ nhất, đánh vào mặt em trai ta, Chu Di thập tộc. Thứ hai, người nhìn thấy em trai ta bị đánh, Chu Di cửu tộc. Thứ ba, Chiến Tông giao toàn bộ lợi nhuận 10 vạn năm của tông môn ra. Như vậy, có phải ngươi cảm thấy dễ chịu hơn một chút không? Lời nói vừa dứt, một người đàn ông trung niên hung hãn hét lên, thật quá đáng. Tông chủ, chúng ta không thể đồng ý. Hoa Vũ Thần thậm chí còn không ngẩng đầu lên, giơ tay búng một cái, một luồng tinh khí xuyên qua đầu người đàn ông trung niên. Xương máu nổ tung, rít, tất cả mọi người trong Chiến Tông đều hít một hơi, kinh hãi nhìn Hoa Vũ Thần, sức mạnh pháp tắc. Làm sao có thể, hắn có thể sử dụng sức mạnh pháp tắc? Hoa Vũ Thần cười tâu toét, suýt quên nói với các ngươi. Đây là long ngọc của nhà họ Hoa ta, có thứ này trong tay, cho dù ở nơi không có trật tự, không thể sử dụng sức mạnh pháp tắc trong bán kính 100 mét, bất kỳ thần lực, pháp tắc, thần thông của bổn công tử đều sẽ không bị ảnh hưởng. Nói cách khác, trong phạm vi 100 mét, ta là vô địch. Vừa nói, Hoa Vũ Thần lấy ra một miếng ngọc bội hình rồng và lắc lắc. Tông chủ Chiến Tông quỳ trên mặt đất, Hoa thiếu gia, cứ làm như lời cậu nói. Xoay người, mắt ông ta đỏ hoe nhìn những người cấp cao của Chiến Tông, người đâu, giết hết cửu tộc của Mã trưởng lão, Trần trưởng lão và 51 đệ tử đó đi. Việc xảy ra ngày hôm nay, sẽ trở thành tuyệt mật của Chiến Tông, không ai được phép nhắc tới. Rõ,
Tất cả những người cấp cao của Chiến Tông đều cảm thấy trong lòng run rẩy. Lúc này tông chủ Chiến Tông mới quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt nhìn Hoa Vũ Thần, Hoa thiếu gia, cậu hài lòng rồi chứ? Hoa Vũ Thần xua tay, tất cả người của Chiến Tông, cút ra khỏi đại điện đi. Tông chủ Chiến Tông không dám ở lại thêm, dẫn theo những người cấp cao rời đi. Lúc này, Hoa Vũ Thần nhìn Cổ Yên Tuyết, trong mắt lóe lên tia sáng, Cổ cô nương, bây giờ cô nên nói với tôi về chuyện hỗn độn thể rồi nhỉ? Làm sao cô gặp được hắn? Theo lý mà nói, không phải cô bị thương sao? Nghe thấy những lời này, tim Cổ Yên Tuyết đập thình thịch, chuyện cô bị thương, làm sao Hoa Vũ Thần biết được? Lẽ nào anh ta là người của đại trưởng lão? Cô! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cổ Yên Tuyết đột nhiên đứng dậy và lùi lại với vẻ mặt cảnh giác. Hai, sao cô lại phản ứng mạnh như thế? Hoa Vũ Thần lắc đầu thở dài, cảm thấy bất lực, cứ giả vờ hồ đồ không phải là tốt sao? Ta còn chưa chuẩn bị vạch trần, sao cô lại phản ứng mạnh như vậy? Thân ảnh Cổ Yên Tuyết lóe lên, cô muốn lao ra khỏi đại điện. Ông già lưng gù bước tới, chặn trước mặt Cổ Yên Tuyết, Cổ cô nương, công tử nhà tôi còn chưa nói xong, cô muốn đi đâu? Ông ta đá cô quay lại, binh, Cổ Yên Tuyết nặng nề ngã xuống đất, Yên Tuyết, Hoa Du Nhiên vẻ mặt đau lòng, ông già, người dám làm bị thương Yên Tuyết. Người chán sống rồi à? Anh ta bước tới và tát ông già lưng gù một cái. Ông già lưng gù sợ hãi lùi lại, quỳ trên mặt đất. Hoa Vũ Thần cau mày, Du Nhiên, ô cẩu đang nghe theo lệnh của anh, sao em lại đánh ông ta? Hoa Du Nhiên quay đầu lại, anh, em thích Yên Tuyết, anh định làm gì? Em không cho phép anh làm tổn thương cô ấy. Vẻ mặt của Hoa Vũ Thần dao động vài lần. Giây tiếp theo, anh ta nở nụ cười, anh không muốn làm hại cô ta, nhưng cô ta dường như không thích em. Sắc mặt Hoa Du Nhiên lạnh lùng, gật đầu, em đương nhiên có thể nhìn ra. Không sao, Hoa Vũ Thần cười nói. Hả, Hoa Du Nhiên có chút không hiểu, tức giận nói, anh đang cười nhạo em à? Hoa Vũ Thần lộ ra một nụ cười, bước tới vỗ vỗ vai Hoa Du Nhiên, sao anh có thể cười nhạo em chứ? Anh có thứ tốt đây. Anh ta ngửa tay lên, lấy ra một lọ thủy tinh. Bên trong đựng một bình máu, từ trong máu tươi đó tỏa ra một luồng khí đen nhàn nhạt. Anh, đây là cái gì? Hoa Du Nhiên sâu sắc nhận thức được, vật này rất nguy hiểm. Chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến trái tim anh ta run lên vì sợ hãi. Hoa Vũ Thần giải thích, đây là máu của hồn chủ, đã được pha loãng. Hồn chủ, Hoa Du Nhiên giật mình, hít một hơi khí lạnh, anh. Gia tộc có lời dạy của tổ tiên, hồn tộc chính là kẻ thù vĩnh viễn của chúng ta. Hơn nữa hồn tộc có dã tâm như vậy, sao anh lại có được máu của hồn chủ? Cổ Yên Tuyết mở to mắt, Hoa Vũ Thần, ngươi lại cấu kết với hồn tộc. Hoa Vũ Thần phớt lờ lời nói của Cổ Yên Tuyết, anh ta lắc đầu, em trai, lời dạy của tổ tiên cũng chưa chắc là đúng. Hồn chủ đối với anh rất tốt, hơn nữa còn muốn nhận anh làm đồ đệ. Thực lực của anh những năm gần đây tăng lên mạnh mẽ đều nhờ sự giúp đỡ của hồn chủ. Nhưng, hồn tộc là kẻ xấu, mặc dù Hoa Du Nhiên ngu ngốc, nhưng anh ta vẫn chưa hoàn toàn xấu. Hoa Vũ Thần tiếp tục lắc đầu, nếu hồn tộc là người xấu, tại sao lại không làm hại anh? Thật ra hồn chủ là một tiền bối có lý tưởng và hoài bão rất lớn. Ông ấy có thể thay đổi toàn bộ thế giới, khiến pháp tắc trong vị diện chi thượng trở nên hoàn hảo hơn. Hơn nữa, chỉ cần Cổ Yên Tuyết uống máu của hồn chủ, sau này cô ta cũng sẽ trở thành người của hồn tộc. Em muốn cưới cô ta, không phải chỉ là một câu nói của hồn chủ sao? Nghe thấy điều này, trái tim Hoa Du Nhiên liền lỡ nhịp, anh nói thật chứ? Đương nhiên, được, Hoa Du Nhiên cầm lấy bình thủy tinh, nắm lấy chiếc cằm thanh tú của Cổ Yên Tuyết, bóp miệng cô, Yên Tuyết, xin cô. Uống một ngụm đi, chỉ uống một ngụm thôi, ực ực. Khoảnh khắc Cổ Yên Tuyết uống máu của hồn chủ, đôi mắt đẹp của cô khẽ run lên. Cô mất đi thần sắc, sâu trong đôi mắt hiện lên một tia màu máu. Con gái của điện chủ Côn Luân Điện, giọng của một người phụ nữ khác phát ra từ miệng Cổ Yên Tuyết. Hoa Du Nhiên sửng sốt, anh, đây là... Hoa Vũ Thần ở một bên quỳ một chân xuống, Hoa Vũ Thần, tham kiến Tam Hộ Pháp. Tam Hộ Pháp, Hoa Du Nhiên có chút bối rối. Hoa Vũ Thần hét lên, Du Nhiên, còn không quỳ xuống bái kiến Tam Hộ Pháp. Bà ấy là đại hồng nhân bên cạnh hồn chủ, có thể hầu hạ bên cạnh hồn chủ. Tam Hộ Pháp đã mượn sức mạnh của máu của hồn chủ để thần giáng xuống người Cổ Yên Tuyết. Hoa Du Nhiên suy nghĩ một chút, quỳ một chân xuống, Hoa Du Nhiên, tham kiến Tam Hộ Pháp. Đôi mắt của Cổ Yên Tuyết nheo lại, nhìn qua Hoa Du Nhiên, đây chính là em trai mà ngươi nói đến. Đúng vậy, là một cây giống tốt, ngươi tới đây. Tam Hộ Pháp chỉ vào Hoa Du Nhiên. Hoa Du Nhiên do dự một lát, nhận được một cái nhìn từ Hoa Vũ Thần. Từ từ đứng dậy và đi đến trước Tam Hộ Pháp. Đột nhiên, Tam Hộ Pháp đưa tay ra,
trong lòng bàn tay xuất hiện một con dao găm, xoẹt một tiếng, quần áo trên ngực Hoa Du Nhiên liền rách nát. Con dao sắc nhọn đó đang hướng về phía trái tim anh ta. Bà, Hoa Du Nhiên kinh hãi, muốn lùi lại. Du Nhiên, Tam Hộ Pháp sẽ không làm hại em đâu. Hoa Vũ Thần nhắc nhở. Lúc này Hoa Du Nhiên mới miễn cưỡng dừng lại, để cho con dao xuyên qua da thịt ở vị trí trái tim. Khắc một vật tổ đẫm máu hung dữ. Giây tiếp theo, Tam Hộ Pháp lại giơ tay lên, chiếc bình thủy tinh chứa máu của hồn chủ mà Cổ Yên Tuyết vừa uống bay tới, đổ một ít máu lên vết thương. Bát, một tia máu xẹt qua. Vết thương trên ngực Hoa Du Nhiên biến mất, chỉ còn lại một vật tổ đẫm máu ẩn dưới da. Ngươi không cần sợ hãi, đây chính là vật tổ của hồn tộc ta. Từ giờ trở đi, ngươi là người của hồn tộc ta. Quy tắc của hồn tộc, sau này Hoa Vũ Thần sẽ nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần nhớ một điều, từ nay trở đi, nếu ngươi dám phản bội hồn chủ, ta sẽ khiến ngươi hồn bay phách tán. Trong giọng điệu của Tam Hộ Pháp mang theo một sự lạnh lùng vô cùng. Sắc mặt Hoa Du Nhiên tái nhợt, anh ta hoàn toàn không muốn gia nhập hồn tộc. Việc đã đến nước này, nhưng lại không có bất cứ cách gì. Hoa Vũ Thần hỏi, Tam Hộ Pháp, sao người đột nhiên thần giáng? Tam Hộ Pháp nhàn nhạt trả lời, hồn chủ đã tính toán nhiều năm, cơ hội cuối cùng đã đến. Cửa Côn Luân Điện rộng mở, bây giờ bọn họ đang tìm hỗn độn thể được nhắc đến trong dự ngôn của điện chủ đầu tiên trong truyền thuyết. Ta theo lệnh của hồn chủ đi tìm hỗn độn thể. Hỗn độn thể, nghe thấy ba tiếng này. Hoa Vũ Thần và Hoa Du Nhiên nhìn nhau. Sao thế, hai người có manh mối à? Tam Hộ Pháp nhìn hai người họ, Hoa Vũ Thần lập tức nói, bẩm Tam Hộ Pháp, chúng tôi vừa hay phát hiện ra một tiểu tử hỗn độn thể, hơn nữa hắn đang ở chân võ giới. Ngươi nói cái gì? Tam Hộ Pháp hoàn toàn kích động, mặt lập tức đỏ bừng, ngươi chắc chắn chứ? Hỗn độn thể, giọng nói đột nhiên tăng lên 7 quãng 8. Hoa Vũ Thần kể lại một lượt sự tình, Hoa Du Nhiên và Cổ Yên Tuyết làm sao tiến vào chân võ giới, rồi làm sao phát hiện ra hồ máu, Diệp Bắc Minh nhảy xuống hồ máu. Còn Hoa Du Nhiên và Cổ Yên Tuyết được đưa về chiến tông. Không hay rồi, hỗn độn thể có tác dụng rất lớn đối với hồn chủ. Tiểu tử này nhất định không thể chết. Đi thôi, nhanh chóng lao ra khỏi chiến tông. Dẫn theo người của chiến tông, lao thẳng về hướng của hồ máu. Chấm, cùng lúc đó, ở một khu mỏ của chiến tông, hàng trăm ngàn thợ mỏ đang làm việc trong một mỏ lộ thiên khổng lồ. Đột nhiên, bầu trời bị mây đen bao phủ, một con huyết long bay đến từ cuối đường chân trời. Bay lượn phía trên khu mỏ. Một thanh niên đứng trên đầu con huyết long, từ trên cao nhìn xuống, là kẻ nào, dám đột nhập vào khu mỏ của chiến tông ta, còn không mau cút đi. Một người đàn ông trung niên hét lớn, cầm roi thép và bước lên một tấm bia đá bay năng lượng. Dám hỗn xược trước mặt chủ nhân của ta, Diệp Bắc Minh còn chưa lên tiếng, con huyết long trực tiếp gầm lên, con huyết long vung đuôi. Binh, người đàn ông trung niên cùng với tấm bia đá bay năng lượng dưới chân đã đâm thẳng vào một hầm mỏ. Khói bụi cuộn lên, chàng trai trẻ, ngươi là ai? Nơi này là khu mỏ của chiến tông ta, chiến tông cách nơi này chưa đến 1000 dặm. Nếu ngươi dám làm loạn ở chỗ này, các trưởng lão của chiến tông ta sẽ có thể đến ngay lập tức đấy. Một ông già bước ra khỏi đám đông, ánh mắt ngưng trọng nhìn Diệp Bắc Minh trên con huyết long. Tại sao con huyết long này trông quen đến thế? Hình như là con huyết long ở hồ máu. Làm sao có thể, chắc là không phải, Trịnh trưởng lão lắc đầu. Con ma long trong hồ máu ăn thịt người không chớp mắt. Làm sao nó có thể xuất hiện ở đây? Càng không thể bị một thanh niên giẫm dưới chân. Diệp Bắc Minh trực tiếp lấy ra chân dung của cha mẹ hắn. Các người đã từng gặp qua hai người này chưa? Trịnh trưởng lão lắc đầu, chưa từng nhìn thấy. Có hàng trăm ngàn thợ mỏ ở đây, làm sao ông ta có thể biết hết được? Diệp Bắc Minh nhạy bén chú ý tới sắc mặt của một số thợ mỏ có chút dao động. Hắn bước lên phía trước và đáp xuống trước mặt nhóm thợ mỏ. Các người có nhìn thấy họ không? Một người thợ mỏ già trong số đó, khom lưng, gầy đến chỉ còn da bọc xương. Ông lão nghiến răng nói, chàng trai trẻ, ta không còn sống được bao lâu nữa. Dù sao thì cuộc sống này thật tồi tệ, ta thực sự đã gặp đôi vợ chồng này. Sắc mặt Diệp Bắc Minh vui mừng, người thợ mỏ già tiếp tục nói, có lẽ bọn họ đến đây từ 3 tháng trước, nhưng nửa ngày trước, bọn họ vì lười biếng trong lúc làm việc nên đã bị bao quản sự đưa đến mỏ ma rồi. Tim Diệp Bắc Minh đập thình thịch khi nghe thấy từ mỏ ma. Diệp Bắc Minh thở gấp hỏi, mỏ ma gì vậy? Ông lão thợ mỏ lắc đầu, hai, nơi sâu nhất của khu mỏ này được gọi là mỏ ma. Nơi đó đã từng đào được xác của cổ ma thời thượng cổ, còn có một vài ma vật to lớn canh gác, cực kỳ nguy hiểm. Thợ mỏ bình thường chỉ cần bị đưa đến mỏ ma đều sống không qua nổi một đêm. Diệp Bắc Minh tức giận, ai là bao quản sự? Soạt, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về một hướng. Ở cuối tầm nhìn, một người đàn ông trung niên đang cầm roi trong tay. Ngươi chính là bao quản sự,
Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ rực, bao quản sự nuốt nước bọt, vẫn cứng đầu nói, là ta thì sao? Tiểu tử, người phải nghĩ cho kỹ, ta là người của chiến tông, người dám động vào một cọng. Phù, một cơn gió mạnh thổi qua, không ai nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Diệp Bắc Minh đứng ở chỗ bao quản sự, toàn thân bao quản sự hoàn toàn nổ tung, hóa thành một màn xương máu. Rít, những người thợ mỏ có mặt hít một hơi lạnh, tiểu tử, người dám. Trịnh trưởng lão càng tức giận hơn, Diệp Bắc Minh trực tiếp hạ lệnh, huyết long, chỉ cần là người của chiến tông, không để lại một ai, giết không tha. Rõ, huyết long có thể nhìn ra, Diệp Bắc Minh đang thực sự tức giận. Một tiếng rồng gầm vang lên, xông thẳng vào đám người chiến tông. Tiếng la hét thảm thiết không ngừng vang lên, chỉ trong mười mấy hơi thở, toàn bộ người của chiến tông, bao gồm cả trịnh trưởng lão đều chết hết. Nói cho tôi hướng của mỏ ma, các người tự do rồi. Đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu. Từ đây đi thẳng vào sâu bên trong, một số người chỉ về hướng mỏ ma, Diệp Bắc Minh không chút do dự lao đi, vừa lao ra mấy chục dặm, một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm quét đến. Chủ nhân, cẩn thận, huyết long phản ứng lại trước, lao tới trước mặt Diệp Bắc Minh, là thứ gì? Dám tấn công chủ nhân của ta, chết đi, gào, một tiếng rồng gầm vang, một con quái vật lao tới đã bị huyết long xé xác ngay tại chỗ. Đây là một con chuột đã hoàn toàn bị ma hóa, cao hơn 30 mét. Lông trên người đã biến thành kim thép từ lâu. Huyết long, mau tìm kiếm tung tích của cha mẹ ta. Diệp Bắc Minh không dám chậm trễ, vung ra một màn tinh huyết. Đã hơn nửa ngày kể từ khi cha mẹ hắn bị đưa đến mỏ ma. Huyết long ngửi tinh huyết đó, thốt ra một câu, chủ nhân, tìm thấy rồi. Cùng lúc đó, trước huyết trì, ma khí ngập trời đã biến mất sạch. Huyết trì cạn khô, lộ ra một hố sâu khổng lồ. Người mà các ngươi nói đâu? Huyết trì đâu? Con ma long ăn thịt người đó đâu? Tam hộ pháp quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm tông chủ chiến tông. Tông chủ chiến tông ngớ ra, này, cái này, tôi cũng không biết, huyết trì này đã tồn tại ở đây được mấy năm, con ma long trong hồ đã ăn thịt rất nhiều tu võ giả. Thậm chí, các đời tông chủ chiến tông còn muốn nhảy vào huyết trì, nhưng đều bị tổn thất nặng nề. Rốt cuộc huyết trì này hôm nay bị sao ấy nhỉ, sao có thể cạn khô được? Không chỉ ông ta. Các thành viên khác của chiến tông cũng mang vẻ mặt không thể tin nổi. Hoa Du Nhiên nói, tên nhóc đó chết rồi hả? Tam hộ pháp lắc đầu quả quyết, không thể nào. Thể chất hỗn độn là điện chủ đời đầu của Côn Luân Điện, là nhân vật quan trọng được dự báo trước. Cậu có chết ở đây thì cậu ta cũng không thể chết được. Hoa Du Nhiên trợn tròn mắt, không thốt lên nổi một câu. Thể chất hỗn độn, nhóm nhân vật cấp cao của chiến tông đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên, tông chủ chiến tông móc ra một chiếc ngọc cổ từ trong ngực, nó đang lóe lên. Đã xảy ra chuyện gì? Tam hộ pháp lạnh lùng quay đầu lại. Tông chủ chiến tông không dám giấu, mỏ quặng của chiến tông tôi có biến. Tam hộ pháp nhả ra một chữ, nhận. Tông chủ chiến tông không dám chậm trễ, ông ta rót một cỗ lực lượng vào ngọc cổ. Giây tiếp theo, ngọc cổ truyền ra một giọng nói hoảng sợ. Tông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Có một thanh niên và một con huyết long đang đánh vào mỏ quặng. A, người đó hét thảm một tiếng. Sau đó đến đây là dừng phát tiếng. Này! Nét mặt các thành viên của chiến tông biến sắc, tam hộ pháp nhếch môi cười, nhìn đi, huyết long. Thanh niên, chính là cậu ta, chúng ta đi. Chấm, sâu trong mỏ ma, chít chít chít, mười mấy con chuột lao nhanh tới. Hai vợ chồng bị chặn lại trong một lối đi. A, mặt đất dùng ma huyết màu tím, khắc một trận pháp, Dạ Huyền điên cuồng gào thét, đôi mắt sung huyết, máu trên người liên tục rót vào trận pháp màu tím. Tạo ra một màn chắn, chặn lại cửa động. Dưới sự công kích luân phiên của mười mấy con chuột bên ngoài. Vầng sáng trên trận pháp xuất hiện các vết nứt. Anh Huyền, thôi bỏ đi, đừng cố nữa, cứ tiếp tục thế này anh sẽ chết đó. Diệp Thanh Lam bám chặt lấy cánh tay Dạ Huyền, nước mắt rơi như mưa. Dạ Huyền lắc đầu kiên quyết, Lam Nhi, anh không thể để em chết. Minh Nhi đã tìm được vị diện này, nó sẽ tới tìm chúng ta nhanh thôi. Em đi trước, anh ở đây chặn lũ nhiệt xúc này. Diệp Thanh Lam khóc to. Không được, muốn đi thì cùng đi. Muốn chết thì cùng chết. Dạ Huyền quay đầu lại, quát một tiếng, em nói linh tinh gì vậy? Anh là người đàn ông của em, anh bảo em đi, em phải đi cho anh. Đi, đi đi, Diệp Thanh Lan lắc đầu nguầy nguậy. Phụt, Dạ Huyền lại hộc ra một ngụm máu. Màn sáng sắp vỡ lại hồi phục vài phần. Lam Nhi, em nghe anh nói. Minh Nhi có thể không có người cha là anh, nhưng không thể không có người mẹ là em. Nếu cả hai chúng ta đều chết ở đây. Sau này Minh Nhi sẽ thật sự không còn cha mẹ nữa. Nếu hôm nay chúng ta chỉ được một người sống, anh hy vọng người đó là em. Răng rắc, dưới sự tấn công của lũ chuột, trận pháp màn sáng tiếp tục nổ. Anh Huyền,
Diệp Thanh Lam khóc lệ rơi đầy mặt, em không đi. Dạ Huyền thấy vậy, thở dài một tiếng, được thôi, nếu em không đi, vậy chúng ta cùng chết vậy. Dạ Huyền duỗi một tay ra, kéo Diệp Thanh Lam, ôm người vào lòng, bất thình lình, một cú vỗ rơi vào gáy Diệp Thanh Lam. Bà ấy ngất luôn, Lam Nhi, xin em hãy tha thứ cho sự ích kỷ của anh, em đã làm quá nhiều điều cho gia đình chúng ta rồi. Dạ Huyền thở dài một tiếng, sau đó ông búng tay liên tục, huyết ma trong cơ thể sôi trào, gào, giây tiếp theo, một làn ma huyết màu tím xông ra từ cơ thể Dạ Huyền, không ngờ lại ngưng tụ thành một con ma long màu tím. Đưa bà ấy đến nơi an toàn, Dạ Huyền ra lệnh, gào, ma long màu tím gầm lên một tiếng, sau đó nó quấn lấy Diệp Thanh Lam, đi về cuối thông đạo. Thấy bóng dáng Diệp Thanh Lam đã biến mất, Dạ Huyền lại hộc ra một ngụm máu, cuối cùng ổn định được trận pháp, cả người hư thoát, lảo đảo ngã sang một bên. Răng rắc, lũ chuột ma ngoài quầng sáng điên cuồng tấn công, cùng với tiếng vỡ thanh thúy cuối cùng, màn sáng sụp đổ, mười mấy con chuột ma thèm máu bỏ tới, nhìn chằm chằm vào Dạ Huyền, nó há to cái miệng như bồn máu, vào giây phút sắp ăn được ông. Lũ nhiệt xúc các ngươi đừng hòng động vào cha ta, một tiếng quát cực kỳ căm phẫn vang lên, gào, theo đó, một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp thông đạo. Một bóng người, một con huyết long, nhanh chóng lao tới, huyết quang hiện ra, huyết vụ bay tán loạn. Mười mấy con chuột bị Diệp Bắc Minh xé toạc ngay tại chỗ, có con còn bị huyết long giẫm nát, nghiền thành thịt vụn. Minh Nhi, Dạ Huyền mở to mắt, không dám tin vào mắt mình. Bố, Diệp Bắc Minh chạy tới. Anh lấy ra một đống đan dược rồi điên cuồng nhét vào miệng Dạ Huyền. Ngân châm trong tay liên tục hạ xuống, ổn định thương thế cho Dạ Huyền, sao chỉ có một mình bố. Mẹ con đâu, Dạ Huyền suy yếu vô cùng. Trên mặt ông còn có một vết sẹo xấu xí đại biểu là thợ mỏ chiến tông. Làm Diệp Bắc Minh đau lòng lắm, Dạ Huyền khôi phục được ít sức, bố lo đám ma chuột đó lao đến, nên đã dùng số tinh khí cuối cùng hóa long, đưa bà ấy đi rồi. Ông ấy chỉ vào sâu trong thông đạo, Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, huyết long, bảo vệ bố ta. Ai dám lại gần, giết không tha. Vâng, chủ nhân, vào khoảnh khắc nhận được lời đáp của huyết long. Diệp Bắc Minh vừa đứng dậy đã trông thấy một người phụ nữ ở cuối thông đạo đang điên cuồng xông tới, bàn chân bà đang chảy máu. Người đó chính là Diệp Thanh Lam. Bà quay lại rồi. Dạ Huyền, anh dám chết một mình, bà đây tuyệt đối. Còn chưa nói hết câu, Diệp Thanh Lam đã sững người, huyết lệ làm nhòe đôi mắt, nó theo miệng vết thương trên mặt, chậm rãi chảy xuống. Bà ôm miệng, Minh Nhi, mẹ, con đây, Diệp Bắc Minh đỏ hồng mắt, anh đi nhanh tới, đỡ Diệp Thanh Lam. Minh Nhi, có phải mẹ đang nằm mơ không? Thật sự là con, Diệp Thanh Lam run rẩy. Diệp Bắc Minh cõng Diệp Thanh Lam, mẹ, con đây. Minh Nhi tới rồi. Anh cõng bà đến cạnh Dạ Huyền, trị thương cho hai người luôn. Nửa canh giờ sau, thương thế của hai người đã hồi phục hòm hòm, họ vẫn không dám tin vào mắt mình, cả hai mỗi người nắm lấy một bàn tay của Diệp Bắc Minh, chỉ sợ đây là mơ, khi tỉnh lại Diệp Bắc Minh sẽ biến mất. Bố, mẹ, sao hai người lại làm thợ mỏ ở đây? Sư tỷ con, Nhược Nhai, Sáng Nguyệt, Tôn Thiến, bọn họ đâu? Đợi bố mẹ ổn định lại, Diệp Bắc Minh mới hỏi. Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam nghi hoặc nhìn Diệp Bắc Minh, Minh Nhi, không phải lúc đầu con đã đích thân quay về, đón họ đi rồi à? Con còn bảo hai bọn ta canh giữ ở đại lục hỗn độn, con đưa 10 sư tỷ của con đi trước, để nâng cao thực lực. Lúc đó mẹ còn tức giận bảo con có sư tỷ rồi thì quên mẹ đây này. Cái gì? Diệp Bắc Minh cả kinh đứng phắt dậy. Diệp Thanh Lam tò mò, Minh Nhi, con sao vậy? Nét mặt Diệp Bắc Minh rất xấu, mẹ, con chưa quay về lần nào. Và càng không đón các sư tỷ và Nhược Giai đi. Nghe thấy lời này, Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền đưa mắt nhìn nhau. Minh Nhi, con không đùa chứ? Mẹ, sao con có thể lấy chuyện này ra đùa được? Vậy, mặt Diệp Thanh Lam biến sắc, có người giả mạo con. Vậy mục đích của hắn là gì? Tại sao hắn lại dẫn các sư tỷ của con và Nhược Giai đi? Lẽ nào hắn định dùng họ để uy hiếp con? Diệp Bắc Minh nhíu chặt chân mày. E rằng chuyện này không đơn giản là uy hiếp. Người mạo danh con dẫn các sư tỷ và Nhược Giai đi, chắc chắn có mục đích khác. Diệp Thanh Lam sốt ruột, liệu chúng có gặp nguy hiểm không? Diệp Bắc Minh suy tư vài giây, sau đó mỉm cười lắc đầu, mẹ, mẹ yên tâm. Nếu đối phương đã mạo danh con, dẫn các sư tỷ và Nhược Giai đi, vậy chứng tỏ hắn không muốn bị lộ thân phận. Và lại, nếu người này là địch, hắn đã liên hệ với con từ lâu rồi. Không cần thiết phải nhằm vào họ, nên, con nghi là có nguyên do khác. Mẹ! Bố mẹ dưỡng thương trước đi, anh dìu Diệp Thanh Lam ngồi xuống, sau đó thi triển ngân châm, phối với đan dược, giúp bà ấy phục hồi khí huyết. Lại qua một canh giờ nữa, hai người tạm phục hồi được hơn nửa sức lực, họ cảm thán, y thuật của Diệp Bắc Minh tiến bộ thần tốc. Phải rồi,
Minh Nhi, rốt cuộc khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thanh Lam không kìm được hỏi. Trong lòng bà ấy có nhiều nghi vấn lắm. Thế giới mình sống đang yên ổn tốt lành, sao đột nhiên lại sụp đổ? Không gian xuất hiện rất nhiều khe nứt khủng bố, bà ấy trơ mắt nhìn từng mảnh đại lục này đến mảnh đại lục khác rớt vào khe nứt không gian, dọa người thật sự. Mẹ, thực ra thế giới đó của chúng ta là một vị diện cấp 7. Vị diện cấp 7, Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền đưa mắt nhìn nhau. Diệp Bắc Minh giải thích cho họ nghe về các cấp vị diện một lượt. Sau đó anh lại kể một loạt những việc đã xảy ra sau khi anh rời đi. Kể đến chỗ nguy hiểm, hai vợ chồng nghe mà hết hồn. Xong lại kể tiếp đến nguyên thủy chân giới, nhà họ Diệp, Diệp Thí Thiên. Kể cả chuyện về vị diện phía trên, Côn Luân Điện, Hoa Tộc, anh đều kể hết. Nguyên thủy chân giới còn có một nhà họ Diệp nữa. Con trở thành người có thể chất hỗn độn rồi á. Côn Luân Điện, Hoa Tộc, lẽ nào nơi đó có liên quan với núi Côn Luân ở Hoa Hạ chúng ta? Hơn nữa còn có Hoa Tộc, liệu có trùng hợp quá không? Diệp Thanh Lam kinh ngạc đưa ra rất nhiều câu hỏi. Diệp Bắc Minh tán thành với lời mẹ anh nói, con cũng cho rằng, chuyện này quá trùng hợp. Cách xa hàng tỷ dặm, trái đất cùng lắm chỉ được tính là vị diện cấp 1, Côn Luân Điện và Hoa Tộc ở vị diện cấp 9. Vậy mà giữa hai bên, lại có mối liên hệ như này, con cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng con lại không biết vấn đề xuất hiện ở đâu. Nói xong, Diệp Bắc Minh cảm thấy, trong lòng đang bao phủ một lớp sương mù. Thôi bỏ đi, Minh Nhi. Dạ Huyền lắc đầu, xe đến núi ắt có đường. Chưa nghĩ ra thì tạm thời đừng nghĩ nữa. Cả nhà chúng ta đoàn tụ, mới là điều quan trọng nhất. Diệp Bắc Minh gật đầu, bố mẹ, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Được, hai vợ chồng đứng dậy, đang chuẩn bị đi. Gào, một tiếng rồng ngâm vang lên. Huyết Long từ xa lao đến. Dạ Huyền bước ra một bước chắn trước người Diệp Thanh Lam. Bố, mẹ, đây là Huyết Long, là người bạn đồng hành con mới thu nhận. Tuy trông nó dữ tợn, nhưng không có lệnh của con, nó sẽ không làm hại bất kỳ ai. Bố mẹ anh thở phào một hơi. Sao thế? Diệp Bắc Minh nhìn Huyết Long. Chủ nhân, tôi phát hiện có một số tảng đá ở sâu trong mỏ ma. Huyết Long há miệng, nhổ ra mấy cục đá. Nó trụ to bằng nắm đấm, nhưng bên trong lại ẩn chứa nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Bắc Minh cầm một cục trong số đó lên, anh cảm giác như mình đang cầm một trạm năng lượng nguyên tử vậy. Năng lượng mạnh mẽ quá, năng lượng trong đây còn hùng hậu hơn năng lượng ẩn chứa trong tinh thạch vũ trụ gấp 10 lần. Minh Nhi, cho bố xem cục đá này. Dạ Huyền chợt lên tiếng. Diệp Bắc Minh có suy nghĩ, lẽ nào bố nhận ra vật này? Anh đưa cho ông ấy một cục đá. Dạ Huyền nắm lấy, quan sát kỹ, sau đó nét mặt ông ấy cực kỳ kinh ngạc. Này, sao có thể chứ? Bố, sao thế ạ? Anh Huyền, cục đá này có gì không ổn sao? Hai mẹ con đồng thanh nói. Ánh mắt Dạ Huyền trở nên ngưng trọng. Lam Nhi, em có nhớ anh từng kể với em rằng tộc Thiên Ma ta, được truyền thừa lại từ thời thượng cổ. Có một loại, nguyên thạch, đồng âm với, nguyên thạch, hiện giờ. Nhưng năng lượng hàm chứa trong, nguyên thạch, thời thượng cổ phải hơn gấp trăm vạn lần so với, nguyên tại, hiện đại. Diệp Thanh Lam chợt hiểu ra, anh Huyền, lẽ nào đây chính là nguyên thạch mà anh nói? Đúng vậy, Dạ Huyền gật đầu chắc nịch. Hồi nhỏ, anh từng thấy Phụ Hoàng anh dùng một cục nguyên thạch to bằng móng tay, khởi động cả một trận truyền tống hư không. Anh còn tưởng, đó đã là cục nguyên thạch cuối cùng còn sót lại trên thế giới rồi, không ngờ dưới mỏ ma ở đây. Còn có sự tồn tại của nguyên thạch. Nghe được cuộc đối thoại của bố mẹ, Diệp Bắc Minh thấy hứng thú. Bố, cái cục đá này không phải chỉ là đá năng lượng thôi à? Chắc là nó cũng tương tự tinh thạch vũ trụ và nguyên thạch nhỉ? Dạ Huyền nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu. Ông lắc đầu, Minh Nhi, nếu con coi nguyên thạch thành đá năng lượng, cũng không sai. Nhưng tác dụng lớn nhất của nguyên thạch là khởi động trận pháp thời thượng cổ. Ồ, ánh mắt Diệp Bắc Minh khẽ dao động. Dạ Huyền nói tiếp, ở một số trận pháp thời thượng cổ, chỉ có rót nguyên thạch vào thì mới khởi động được cơ quan mấu chốt. Một số di tích cổ cũng phải dùng nguyên thạch làm năng lượng mở cửa. Nếu cưỡng chế mở ra, khả năng cao là sẽ dẫn đến làm sập cả di tích. Nếu nguyên thạch này giống lời Dạ Huyền nói, vậy thì nó thật sự rất có giá trị. Điều quan trọng hơn là, Dạ Huyền bổ sung thêm một ý, năng lượng bên trong nguyên thạch, cực kỳ tinh khiết. Nếu tu võ giả cạn kiệt thần lực, mà tay cầm một cục nguyên thạch, thì có thể bổ sung lại số thần lực mà cơ thể đã tiêu hao. Còn có chuyện này nữa ạ? Diệp Bắc Minh rung động thật sự. Di tích thượng cổ gì gì đó, anh hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng, nếu trong lúc chiến đấu mà thần lực khô cạn, tay lại cầm mấy cục nguyên thạch. Há chẳng phải sẽ có thể bổ sung thần lực vô hạn sao? Huyết Long, đưa bọn ra đi tìm nguyên thạch. Diệp Bắc Minh ra lệnh. Huyết Long nằm dạp xuống đất, sau khi ba người ngồi lên lưng Huyết Long, nó tiến thẳng vào sâu trong mỏ ma. Cùng lúc đó, chỗ lối vào mỏ ma,
mấy trăm nghìn công nhân đã bị tên nhóc đó thả đi hết rồi hả? Chết tiệt, khoáng thạch ở đây đóng góp 1/3 nguồn thu của chiến tông ta. Thế mà lại bị hắn cho nghỉ hết như thế. Bồi dưỡng đám công nhân đó đã tốn biết bao tâm huyết của chiến tông ta chứ. Tông chủ chiến tông tức gần chết, phụ cận còn có mấy chục công nhân xui xẻo, không chạy kịp. Bị bắt về, họ quỳ trên mặt đất, xử tử hết đi, tông chủ chiến tông hạ lệnh. Vâng, mấy trưởng lão tiến lên, tam hộ pháp lạnh lùng nói, đợi đã. Mấy người dừng lại, chán nản nhìn tam hộ pháp đi tới, rồi kính cẩn lùi sang một bên. Tam hộ pháp không nói câu nào, gã khống chế cơ thể Cổ Yên Tuyết. Sau đó giơ bàn tay ngọc ngà lên, bóp một cái trong hư không. Đồng tử của một thợ mỏ nổ ra một làn huyết mang. Sau đó bị soát hồn. Giây tiếp theo, trước mắt tam hộ pháp hiện ra một loạt hình ảnh. Một thanh niên, đứng trên huyết long mà tới. Mười mấy giây sau, tam hộ pháp điểm một ngón tay, người bị soát hồn kia run rẩy, sau đó cơ thể tan ra như băng tuyết. Sau đó hóa thành một làn huyết vụ ngay tại chỗ. SSS, mọi người ở chiến tông hít một ngụm khí lạnh, thủ đoạn đáng sợ quá. Sau khi làm xong tất cả, tam hộ pháp thản nhiên nói, tên nhóc đó đang đi tìm người, cậu ta đã vào sâu trong mỏ ma, chắc là tạm thời chưa ra đâu. Hoa Vũ Thần chủ động xin đi giết giặc, tôi sẽ đi bắt họ về. Thể chất hỗn độn không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tam hộ pháp lắc đầu, rồi lại nhìn về phía tông chủ chiến tông, mỏ ma này có mấy lối ra. Tông chủ chiến tông trả lời, thưa đại nhân, chỉ có một ạ. Sâu trong mỏ ma, huyết long đưa gia đình ba người bay nhanh xuống theo con đường hầm. Dọc đường đi cực kỳ yên tĩnh, Diệp Thanh Lam thấy lạ, Minh Nhi, mẹ với bố con ở khu mỏ mấy tháng nay. Nghe nói trong mỏ ma cực kỳ hung hiểm, sao không thấy con ma vật nào nhỉ? Diệp Bắc Minh cũng thấy lạ, lạ thật, lúc mới vào, con còn gặp mấy con chuột ma mà. Huyết Long chợt lên tiếng, à, là thế này, vừa nãy lúc tôi xuống, tiện thể tôi ăn luôn đám ma vật quanh đây rồi. Thịt của bọn nó chua lè à, không ngon. Diệp Thanh Lam, Dạ Huyền, Diệp Bắc Minh, qua một lúc lâu sau. Diệp Thanh Lam mới yếu ớt bật ra một câu, Minh Nhi, người bạn huyết long này của con, có vẻ thực lực không thường nhỉ. Diệp Bắc Minh cũng thấy nghi hoặc, huyết long, thực lực của ông tương đương với tu võ giả nhân loại cấp mấy. Huyết long trả lời, khoảng tầm tế đạo chi thượng tầng 7, tầng 8 á. Cái gì, Diệp Bắc Minh cả kinh, này, Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền còn sững sờ hơn, tới thế giới này lâu vậy, đương nhiên họ biết, cảnh giới tế đạo chi thượng tầng 7, tầng 8 nghĩa là gì. Dù tính cả toàn bộ chiến tông, thì cũng không có tu võ giả nào ở cấp cảnh giới này. Với thực lực của huyết long, hoàn toàn có thể đi ngang ở chân võ giới. Huyết long còn tưởng ba người chê nó có cảnh giới quá thấp, thế là nó vội vàng bổ sung thêm một câu, nhưng chủ nhân đừng lo, hiện tại tôi mới tiến hóa có 3 lần thôi. Cha mẹ tôi bảo, chỉ cần tôi đi theo chủ nhân, thì có thể tiến hóa 9 lần. Rồi trở thành tổ tông của loài rồng. Chủ nhân đừng chê tôi nhá, tôi nhất định sẽ nỗ lực. Diệp Bắc Minh giật giật khóe miệng, anh nào dám chê, một khắc đồng hồ sau, huyết long tiến vào nơi sâu nhất trong mỏ ma. Xung quanh cực kỳ rộng rãi, chỗ này phải rộng bằng 100 sân bóng, khu trung tâm quảng trường dựng một tấm bia đá. Xung quanh tấm bia đá, có những bộ hài cốt của ma thú. Điều khiến người ta kinh ngạc là, 9 bộ xương này đều vàng óng ánh. Cứ như thể đúc bằng vàng vậy, xương rồng vàng, xương gấu vàng, xương rắn vàng, xương bọ cạp vàng, tổng cộng 9 bộ nằm xung tấm bia. Giống như một ngọn núi cao bao quanh tấm bia đá. Dạ Huyền hít một ngụm khí lạnh, trời ơi, xương ma thú vàng. Diệp Bắc Minh hiếu kỳ, bố, sao vậy? Ánh mắt Dạ Huyền ngưng trọng, Minh Nhi, bố của bố. Tức ông nội con, thân là một thế hệ ma hoàng. Ma cốt trong cơ thể, chính là màu vàng như này. 9 bộ xương này đều là xương ma thú vàng, chứng tỏ có người đã dùng 9 ma hoàng, canh giữ ở đây. Dạ Huyền khiếp sợ tột đỉnh, con người không ngừng co rút, thậm chí ông ấy còn không thèm quan tâm đến số nguyên thạch chất như núi trên quảng trường, ánh mắt ông ngưng trọng, nhìn lên tấm bia đá ở chính giữa. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, huyền tự xuất hiện, một lực áp đảo 10 phương. Khi nhìn rõ chữ trên tấm bia đá, Dạ Huyền đọc luôn, trời ơi! Ông ấy nhảy cẫng lên, da đầu tê dại, hít thở dồn dập, hai mắt mở to, đệt, đậu mé, trời ơi! Dạ Huyền không bình tĩnh nổi nữa, ông ấy kích động đến nỗi đỏ hồng mắt, văng tục mấy câu liền. Diệp Thanh Lam nhíu mày, anh Huyền, anh sao vậy? Chưa bao giờ bà thấy Dạ Huyền phản ứng như này. Rốt cuộc tấm bia đá này có lai lịch gì? Diệp Bắc Minh cũng thấy nghi hoặc, bố, tấm bia đá này có vấn đề gì à? Dạ Huyền quay đầu lại, con người co lại, kích động đến nỗi môi run run, Minh Nhi. CMN đây chính là Huyền Tự Quyết, không ngờ chúng ta có thể phát hiện ra Huyền Tự Quyết ở đây. Ôi trời ơi,
May mắn, quá may mắn. Đây là huyền tự quyết đấy. Diệp Bắc Minh và Diệp Thanh Lam, nhíu mày, hai người đưa mắt nhìn nhau. Rồi đồng thanh bảo, huyền tự quyết, đó là cái gì? Dạ Huyền kích động mất một lúc lâu, mới hít sâu một hơi, ổn định tâm lý, hai mẹ con không biết, thảo nào không kích động. Ha 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 ha, Minh Nhi, bố chỉ có thể nói với con rằng, con quá may mắn. Bố đừng úp mở nữa. Ông nói đi, huyền tự quyết là cái gì? Diệp Thanh Lam một tay chống nạnh, tay còn lại véo tai Dạ Huyền, ông định làm hai mẹ con tôi sốt ruột chết à? Tôi nói. Dạ Huyền giơ hai tay xin hàng. Diệp Bắc Minh phì cười. Bố mẹ anh đã ở tuổi này rồi mà vẫn còn ân ái thế này, anh thấy rất tốt. Con trai đang ở đây, em cho anh tí thể diện đi. Hừ, lúc này, Diệp Thanh Lam mới thả tay, nói mau. Dạ Huyền hắng giọng, ánh mắt vẫn kích động, sáng thế đời đầu, có tám bộ thiên quyết, nó vượt xa công pháp của cảnh giới đại đế. Đó là, thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang, tám tự quyết. Dạ Huyền quay đầu lại, chỉ vào tấm bia đá, trên tấm bia đá này viết, huyền tự vừa xuất hiện, nhất lực áp đảo mười phương. Chắc là đang chỉ huyền tự quyết trong truyền thuyết. Huyền tự quyết, Diệp Bắc Minh và Diệp Thanh Lam đưa mắt nhìn nhau, huyền tự quyết này lợi hại lắm sao? Dạ Huyền hít sâu một hơi, nhất lực áp đảo mười phương, đương nhiên là lợi hại rồi. Con xem trên tấm bia đá có giải thích rõ ràng này, huyền tự quyết lấy việc thiêu đốt tinh huyết làm vật dẫn. Nhưng trước khi tinh huyết cạn kiệt, lại tăng cường độ của cơ thể bắp thịt lên 10 lên. Diệp Bắc Minh nhíu mày, bố, mới tăng có 10 lần thôi mà, hình như cũng không lợi hại lắm. Con trai nói đúng, Diệp Thanh Lam gật đầu, có một số bí thuật cấm kỵ, sau khi đốt cháy tinh huyết, cảnh giới cũng tăng lên bội lần. Sức chiến đấu đó, cũng tăng lên không chỉ 10 lần. Dạ Huyền trước giờ luôn tốt tính, thế mà giờ cũng mắng một câu, hai người chẳng biết cái qué gì. Diệp Bắc Minh sừng sốt, Diệp Thanh Lam mở to mắt, ông mắng ai đấy? Dạ Huyền rụt cổ, xấu hổ giải thích một câu, Lam Nhi, tôi giận là vì hai mẹ con không hiểu chỗ đáng sợ của huyền tự quyết. Cơ thể máu thịt mạnh lên 10 lần, đó không phải chuyện đùa đâu. Giải thích thế này nhé, đây là sự tăng lên 10 lần mà không gặp bất kỳ hạn chế nào. Nếu bà chỉ ở cảnh giới tế đạo tầng 1 bình thường, bà dùng bí thuật bị cấm đốt cháy tinh huyết, bà có thể lập tức tăng lên cảnh giới tế đạo tầng 3, vậy thì sức mạnh của bà chắc chắn không chỉ tăng lên 10 lần. Nhưng nếu bà ở cảnh giới tế đạo tầng 9 thì sao? Bà sử dụng bí thuật bị cấm đốt cháy tinh huyết, bà có tăng thực lực lên đến cảnh giới đại đạo chi thượng được không? Cảnh giới càng cao, tăng được 1/3 đã là tốt lắm rồi. Diệp Bắc Minh nhíu mày, con hiểu ý của bố rồi. Ý bố là, cảnh giới càng cao, hiệu quả của việc dùng bí thuật bị cấm đốt cháy tinh huyết sẽ càng giảm. Minh Nhi thông minh, Dạ Huyền giơ ngón cái với anh. Diệp Thanh Lam tỏ vẻ kiêu ngạo, đương nhiên rồi, ông cũng không nhìn xem thằng bé là con ai. Đợi đã, Diệp Bắc Minh phát hiện ra điểm mù. Bố, lẽ nào việc tăng cảnh giới của huyền tự quyết sẽ không bị hạn chế? Dạ Huyền gật đầu, Diệp Bắc Minh ngẩn người, bố nghiêm túc chứ? Hô hấp của anh bắt đầu trở nên dồn dập rồi. Một ý tưởng đáng sợ nảy ra trong lòng, bố, nếu người sử dụng huyền tự quyết có cảnh giới đại đế, chẳng lẽ người đó có thể tăng thực lực lên 10 lần sao? Đúng vậy, Dạ Huyền nhếch môi cười, ông gật đầu quả quyết, cho dù là cảnh giới đại đế, sử dụng huyền tự quyết thì cũng sẽ không bị giảm gì. Tăng sức mạnh cơ bắp lên 10 lần, đệt, kể cả Diệp Bắc Minh cũng kinh ngạc đến nỗi nhảy dựng lên, cùng là cảnh giới đại đế, sử dụng huyền tự quyết tăng cảnh giới lên 10 lần, há chẳng phải sẽ giết chết đại đế ở cùng cảnh giới trong nháy mắt sao? Dạ Huyền gật đầu, chính là ý này, không thế thì bố kích động thế làm gì chứ? Diệp Thanh Lam vội vàng nói, Minh Nhi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau học thuộc lòng huyền tự quyết này đi, học cho cẩn thận. Được, Diệp Bắc Minh ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm vào chữ viết trên bia đá, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, chữ huyền vừa ra, một lực dáng 10 hội. Khi Diệp Bắc Minh đang ghi nhớ những chữ trên bia đá, Dạ Huyền đột nhiên lên tiếng, khụ khụ. Minh Nhi, chờ đã, có lẽ cha còn chưa nói rõ ràng. Diệp Bắc Minh bối rối, cha, sao vậy? Diệp Thanh Lam cũng nhìn sang một cách kỳ lạ. Dạ Huyền có chút hượng gạo, khụ khụ. Minh Nhi, nói với con thế này nhé. Huyền tự quyết này, có thể con sẽ không học được. Không học được, Diệp Bắc Minh sừng sốt, Diệp Thanh Lam cau mày, có chút không vui, tiểu huyền tử, anh đang nói cái gì vậy? Thiên phú võ đạo của con trai chúng ta, không nói là đệ nhất thiên hạ thì cũng là hiếm thấy trên đời. Còn có cái mà con trai chúng ta không học được sao? Tiểu huyền tử, nói đi, anh có ý đồ gì? Đưa tay ra nắm lấy tai Dạ Huyền, vợ tha mạng, Dạ Huyền vội vàng cầu xin, không còn chút dáng vẻ gì của huyết thống thiên ma hoàng tộc. Diệp Bắc Minh âm thầm nén cười. Nhìn cha mẹ đùa giỡn,
tâm trạng không khỏi cảm thấy trẻ lại một chút. Nhìn một lúc, Diệp Bắc Minh mới mở miệng nói, cha, lời cha vừa nói là có ý gì? Huyền tự quyết này có chỗ nào khó học sao? Sắc mặt Dạ Huyền ngưng trọng, con trai, thực ra ở thời kỳ Thái Cổ, Bát Bộ Thiên Quyết còn có một tên gọi khác. Thái Cổ Bát Quyết, Diệp Bắc Minh gật đầu. Diệp Thanh Lam cũng buông tay ra, đợi chồng nói tiếp. Dạ Huyền liếc nhìn hai người, cha đã tìm thấy một số thông tin về Thái Cổ Bát Quyết này trong ghi chép lịch sử của Thiên Ma tộc. Thời đại Thái Cổ, Bát Tự Quyết gồm Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Vũ, Trụ, Hồng, Hoàng này, thực ra bất cứ ai cũng có thể học. Bất cứ ai cũng có thể học. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Diệp Thanh Lam cau mày, tiểu huyền tử, Thái Cổ Bát Quyết nghịch thiên như vậy. Làm sao mà ai cũng có thể học được? Lẽ nào đây là công pháp đường phố kém cỏi hay sao? Không phải anh đang đùa giỡn với con trai chúng ta đấy chứ? Nói thật rõ ràng đi, nếu không em là người đầu tiên không đồng ý. Dạ Huyền có chút gượng gạo, ho khan hai tiếng, Lam Nhi, nghe anh nói. Nói mau, Diệp Thanh Lam chống tay lên hông, trông như một con hổ cái. Dạ Huyền rụt đầu lại, Lam Nhi, điều anh vừa nói không sai, Huyền tự quyết rất nghịch thiên. Là loại cực kỳ nghịch thiên. Hơn nữa, chỉ cần học được Huyền tự quyết, thực lực nhất định sẽ tăng vọt. Với sức mạnh hỗn độn thể của Minh Nhi, sức mạnh thân thể sẽ tăng lên đến trình độ tuyệt đối đáng sợ. Nhưng, Huyền tự quyết ở thời đại Thái Cổ thực sự là một công pháp đường phố kém cỏi. Một mặt, Huyền tự quyết rất mạnh. Mặt khác, Huyền tự quyết, đường phố kém cỏi. Đây không phải là một sự mâu thuẫn sao? Ngay cả Diệp Bắc Minh cũng thấy hồ đồ. Diệp Bắc Minh cau mày, cha, lời này của cha là có ý gì? Vẻ mặt Diệp Thanh Lam cũng không mấy thân thiện. Dạ Huyền đột nhiên im lặng vài giây, trong đầu ông lóe lên, tra đổi cách giải thích mà những người ở thời đại các con có thể hiểu nhé. Lấy ví dụ đơn giản như này, bảng cửu chương 9x9 con có thể học thuộc được phải không? Diệp Bắc Minh gật đầu, đương nhiên. Dạ Huyền nói thêm, sách toán học phi tích phân của Newton có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi trên Internet. Tại sao 8 tỷ người trên trái đất của các con đều vẫn chưa trở thành nhà toán học? Các văn bản, lý luận và công thức của Einstein đều có ở đó. Bất cứ ai cũng có thể đọc và học, tất cả các lý thuyết và công thức cơ bản của vật lý, hóa học và toán học cũng đều ở đó. Có bao nhiêu người có thể trở thành bậc thầy vật lý? Người điên hóa học, thiên tài toán học, cái này, Diệp Bắc Minh sửng sốt, trong đầu hiện lên ba chữ, không học được. Đúng rồi, Dạ Huyền lộ ra nụ cười, Huyền tự quyết rất mạnh, cực kỳ mạnh. Nhưng, đầu tiên, con phải học được. Diệp Thanh Lam đột nhiên ý thức được, Huyền ca, ý của anh là thời đại Thái Cổ. Bát tự quyết này có ở khắp mọi nơi, mọi người đều biết tu luyện bát tự quyết như thế nào. Nhưng, những người đó đều không thể học được. Dạ Huyền gật đầu, là ý này, thứ này quá mạnh, mạnh đến đáng sợ. Nhưng người có thể học được, trong tỷ người chỉ có một. Cha nghe nói cảnh giới đại đế trong thời đại Thái Cổ cũng không có mấy người học được bát tự quyết. Khoa trương như vậy sao? Diệp Thanh Lam há hốc mồm, Dạ Huyền thở dài, bây giờ em còn thấy Minh Nhi học được không? Diệp Thanh Lam hừ một tiếng. Minh Nhi nhà ta là thiên tài trong thiên tài, sao lại không học được? Minh Nhi, con làm gì đấy? Lúc này, Diệp Bắc Minh đã đi tới bia đá, khoanh chân ngồi xuống. Huyền tự quyết trên bia đá, mỗi chữ đều rất đơn giản. Không phải là chữ viết thời đại Thái Cổ, mà là sau khi người hiện đại dịch lại rồi mới khắc lên bia đá. Một giờ đã trôi qua, phù, Diệp Bắc Minh mở mắt, thất bại rồi. Khó quá, với thiên phú võ đạo của Diệp Bắc Minh, lại cảm thấy rất khó. Diệp Thanh Lam lo lắng tâm võ đạo của Diệp Bắc Minh sẽ gặp cản trở, Minh Nhi, chúng ta không vội. Ghi lại Huyền tự quyết là được, sau này từ từ tu luyện. Mẹ, con muốn thử lại một lần. Diệp Bắc Minh lắc đầu, nhắm mắt lại, tiến vào trong nhập định một lần nữa. Lần này, hắn trực tiếp tiến vào tầng 10 của tháp Càn Khôn Chấn Ngục, lĩnh vực tuyệt đối. Thời gian dừng lại, có thể 1 năm, có thể 10 năm, có thể 100 năm. Máu hỗn độn sôi sục trong cơ thể Diệp Bắc Minh. Bass, một làn sóng không khí cực kỳ mạnh mẽ rung chuyển tứ phía. Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam cách Diệp Bắc Minh quá gần, nên bị ném bay ra. Gào, con huyết long phản ứng và gầm lên, lao về phía trước, dùng cơ thể của mình để chặn các làn sóng không khí, bảo vệ hai người họ khỏi bị thương. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh mở to mắt, hét lớn, Huyền tự quyết. Giơ tay lên và đấm ra. Gào, một tiếng rồng gầm cực kỳ đáng sợ vang lên, Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam kinh hãi nhìn thấy. Từ nắm đấm của Diệp Bắc Minh, một con huyết long gần như thực chất hóa lao ra. Vẻ ngoài của con huyết long này giống hệt con huyết long đang bảo vệ hai người họ. Uinh uinh, huyết long lao ra, đập vào bức tường đá của hầm mỏ, như thép đập vào đậu phụ. Bức tường đá biến thành bột và biến mất, chỉ còn lại một cái hố đen không thấy đáy. Cái này,
Diệp Thanh Lam và Dạ Huyền há hốc miệng, nổi da gà khắp người. Minh Nhi, Huyền tự quyết, con luyện thành công rồi vào. Đúng vậy, cha mẹ. Diệp Bắc Minh gật đầu. Rít, Dạ Huyền hít một hơi khí lạnh. Diệp Thanh Lam càng kích động hơn, tiến tới ôm lấy Diệp Bắc Minh. Minh Nhi, ha ha ha. Mẹ biết mà, con chắc chắn là mạnh nhất. Khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên một tia cười lạnh, hỗn độn thể, sức mạnh thân thể gấp 10 lần. Con bây giờ chắc là có thể đỡ được một đòn của binh khí đại đế rồi nhỉ. Chấm, lối vào mỏ ma, âm thanh gì vậy? Tam hộ pháp ngẩng đầu lên, nhìn về phía sâu trong mỏ ma. Mặt đất rung chuyển dữ dội như một trận động đất. Đại nhân, hầm mỏ là như vậy, có thể sập bất cứ lúc nào. Tông chủ của chiến tông vội vàng giải thích, động tĩnh vừa rồi có thể là do bên ngoài mỏ bị sụp đổ gây ra. Hoa Du Nhiên mím môi, mẹ kiếp, tiểu tử kia sao còn chưa ra? Không phải chết trong đó rồi chứ? Cùng lúc đó, tam hộ pháp đang khống chế cơ thể Cổ Yên Tuyết nheo mắt lại. Hắn đến rồi, soạt, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía lối vào của mỏ ma. Một con huyết long xả tới, sau lưng con huyết long có ba bóng người đang ngồi. Vào lúc huyết long sắp lao ra, bass, toàn bộ không gian rung chuyển, xung quanh lóe lên, một trận pháp xuất hiện, phong tỏa mọi thứ xung quanh. Huyết long chưa kịp phanh lại, trực tiếp đâm vào bức màn ánh sáng của trận pháp, phát ra một tiếng keng lớn, toàn bộ không gian rung chuyển. Cha mẹ, hai người không sao chứ? Diệp Bắc Minh đã sớm đỡ được cha mẹ hắn, lăn lộn trong không trung, rồi đứng vững trên mặt đất. Chúng ta ổn, hai người lắc đầu, Diệp Bắc Minh cau mày, nhìn về phía trước, Cổ Yên Tuyết và Hoa Du Nhiên đang đứng bên ngoài trận pháp. Ngoài ra còn có một thanh niên có ánh mắt lạnh lùng, Hoa Vũ Thần. Một nhóm ông già mặc đồng phục, trên ngực đeo vật tổ có thêu chữ chiến đang xếp hàng đứng sau lưng ba người. Giọng nói Diệp Bắc Minh lạnh lùng, Cổ cô nương, cô đây là có ý gì? Cổ Yên Tuyết, khẽ lắc đầu. Người nhận nhầm người rồi, ta không phải cô ta. Ta là tam hộ pháp bên cạnh hồn chủ, người có thể gọi ta là tam hộ pháp đại nhân. Diệp Bắc Minh cau mày, hồn tộc, tam hộ pháp dùng giọng điệu ngạo mạn nói, người chính là hỗn độn thể đúng không? Cũng không uổng công bổn hộ pháp ở đây đợi ngươi đã lâu. Vừa nói, ánh mắt của bà ta quét qua Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam, hai người này chắc là cha mẹ của ngươi đúng không? Ha ha, mới chỉ là cảnh giới bản nguyên, he he he. Loại người này ở trước mặt ta ngay cả một con kiến cũng không bằng. Bổn hộ pháp cho ngươi một cơ hội, bây giờ lập tức quỳ xuống, quỳ phục dưới chân hồn tộc ta. Theo ta trở về gặp hồn chủ, ta bảo đảm cha mẹ ngươi sẽ nhận được đãi ngộ cao nhất. Còn ngươi sẽ có được mọi thứ ngươi muốn. Chữ cuối cùng vừa dứt, ngươi nói xong rồi, vẻ mặt Diệp Bắc Minh bình tĩnh, hồn tộc cái con khỉ. Ngươi không đến gây sự với ta, ta cũng không thèm để ý đến các ngươi. Dám gây sự với ta, giết. Tam hộ pháp trợn to hai mắt, không thể tin vào tai mình, ngươi. Ngươi nói cái gì, ngươi dám sỉ nhục hồn chủ. Diệp Bắc Minh nói, ta cho ngươi thời gian ba hơi thở. Mở trận pháp ra, để chúng ta rời đi, nếu không, giết không tha. Tiểu tử, ngươi chỉ là cảnh giới đại đạo cấp 1, lại dám sỉ nhục hồn tộc, sỉ nhục hồn chủ như vậy. Gương mặt tam hộ pháp vặn vẹo, cực kỳ hung bạo, thật đáng chết. Trong tay bà ta xuất hiện một giọt máu lơ lửng, năm ngón tay nắm lại. Bass, một huyết tà cực kỳ hung hãn cuộn lên trong trận pháp, quét về phía đám người Diệp Bắc Minh. Huyết long, bảo vệ cha mẹ ta. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, lao thẳng về phía huyết tà. Ha ha, đây chính là huyết tà trận pháp do đích thân hồn tộc ta luyện ra. Con kiến, khoảnh khắc người tiếp xúc với huyết tà, người sẽ hóa thành xương máu. Nhưng cũng không sao, dù sao hồn chủ cũng chỉ cần máu hỗn độn. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh lao vào huyết tà, tung ra một cú đấm. Bang! Huyết tà ngập trời đột nhiên tiêu tan, làm sao có thể, tam hộ pháp biến sắc. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh đã lao tới bên cạnh bức màn ánh sáng của trận pháp, giơ tay lên tung ra một cú đấm. Huyền tự quyết, sức mạnh thể chất tăng gấp 10 lần, gào, tiếng rồng gầm vang lên, nổ tung, một tiếng, rắc, nghèn nghẹt vang lên, bức màn ánh sáng của trận pháp nổ tung, tam hộ pháp giật mình lùi lại, xì. Ngươi rốt cục là người hay quỷ? Diệp Bắc Minh cũng lười phí lời. Đi thẳng đến chỗ tam hộ pháp chỉ trong một bước, tiểu tử, mẹ kiếp, người muốn chết à, dám ra tay với tam hộ pháp. Ánh mắt của Hoa Vũ Thần cực kỳ sắc bén, khí tức tế đạo chi thượng cấp 6 phát ra, anh ta vô cùng tự tin nhảy ra, đáp xuống trước mặt Diệp Bắc Minh. Một thanh thần kiếm màu tím xuất hiện trong tay anh ta, đâm thẳng vào trái tim Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ tay, không chút sợ hãi, trực tiếp nắm lấy thanh kiếm. Tiểu tử, người thật là ngu ngốc, Hoa Vũ Thần suýt nữa bị chọc tức đến bật cười. Thanh kiếm này có thể chém gục bất cứ ai đang ở tế đạo chi thượng, cho dù ngươi là hỗn độn thể. Lời còn chưa dứt, anh ta đã hít một hơi, rít.
Trời ơi, Diệp Bắc Minh giơ tay lên, nắm lấy thanh thần kiếm màu tím, dùng sức. Keng, một tiếng động sắc nét, nó trực tiếp nổ tung. Hắn tung ra một cú đá, ngực của Hoa Vũ Thần nổ tung, chỉ còn lại một cái đầu bay ra, vô cùng kinh hãi lăn ra và rơi xuống chân Hoa Du Nhiên. Anh, Hoa Du Nhiên sợ hãi đến quỳ thụp xuống đất. Ngươi là, Tam Hộ Pháp sợ hãi đến mức mắt co rúm lại. Bà ta vừa định nói thì có một bàn tay tóm lấy cổ bà ta nhấc lên, ta đã nói rồi, ba hơi thở, ngươi không hiểu tiếng người sao. Tam Hộ Pháp vô cùng sợ hãi, đôi mắt của người trước mặt giống như của tử thần. Ực ực, bà ta nuốt khan nói, Diệp Bắc Minh, ngươi làm như vậy không sợ đắc tội hồn tộc sao? Hồn tộc cái con khỉ, trở về nói với hồn chủ của các ngươi, đừng có đến gây rắc rối cho ta nữa. Diệp Bắc Minh tức giận mắng chửi, nếu các ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, đến hồn chủ của các ngươi ta cũng giết. Năm ngón tay bóp chặt, khi sắp bóp nát cổ bà ta, Diệp Bắc Minh, ngươi thắng rồi. Giây tiếp theo, cơ thể thanh tú của Cổ Yên Tuyết run lên, đôi mắt đẹp dao động. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên vẻ kinh hãi, Diệp công tử, khụ khụ, chấm, vị diện chi thượng, trong một cung điện suốt ngày tối tăm và bị bao phủ bởi tà khí màu máu. Đáng chết, trên đài cao, một bóng đen đột nhiên mở mắt, soạt, trên đài cao trong đại điện cũng có 10 bóng người đang ngồi. Ai nấy đều ngồi trên đài sen như Bồ Tát, tất cả đều nhìn vào chiếc bóng thứ ba. Cuối cùng, ở vị trí đầu đại điện, một bóng người ẩn trong tà khí lên tiếng, Tam Hộ Pháp, sao vậy? Tam Hộ Pháp bước ra một bước, đi đến giữa đại điện, quỳ một gối xuống, bẩm hồn chủ. Vừa rồi tôi thần giáng xuống trên cơ thể của Cổ Yên Tuyết, con gái điện chủ Côn Luân Điện. Phát hiện một người cực kỳ quan trọng đối với hồn chủ. Ồ, là ai? Bóng người trong tà khí lên tiếng. Tam Hộ Pháp ngẩng đầu lên, hỗn độn thể. Hỗn độn thể, cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Làm sao có thể, ngươi thật sự tìm được hỗn độn thể rồi sao? 9 hộ pháp khác trong đại điện đều sốc đến mức trong lòng run lên, họ không thể tin được nhìn chằm chằm vào Tam Hộ Pháp. Đến cả bóng người trong tà khí xung quanh cơ thể điên cuồng dâng trào, Tam Hộ Pháp, ngươi chắc chắn chứ? Tam Hộ Pháp gật đầu, hồn chủ, nếu không chắc chắn, tôi làm sao dám lừa người? Giọng nói của bóng người trong tà khí hoàn toàn thay đổi, thậm chí còn có chút run rẩy, hỗn độn thể thực sự xuất hiện rồi. Nếu như vậy, cơ hội mà hồn tộc chúng ta chờ đợi bao năm nay cuối cùng cũng đã đến rồi. Bóng người trong tà khí đứng dậy, dậm chân một cái, bát, toàn bộ đại điện rung chuyển kịch liệt. Giây tiếp theo, vô số tà khí ngưng tụ thành một quả cầu khổng lồ màu đỏ như máu trên không trung ở giữa đại điện. Hóa thành một con mắt hung dữ, đồng tử và nhãn cầu nhấp nháy liên tục. Nói cho ta biết, hỗn độn thể thật sự được sinh ra rồi sao? Hắn ở đâu? Con mắt chớp chớp, huyết quang lấp lánh. Một lát sau, bên trong phát ra một thanh âm rùng rợn, hỗn độn thể quả nhiên đã ra đời rồi. Bóng người trong tà khí kích động, bây giờ hắn đang ở đâu? Con mắt tiếp tục xoay chuyển, ngươi hỏi cái nào? Cái gì? Bóng người trong tà khí sững sờ. 10 bóng người khác trong đại điện cũng đều sững sờ. Bóng người trong tà khí kinh ngạc, không phải chỉ có một hỗn độn thể sao? Con mắt phát ra âm thanh, không, lần này có 10 hỗn độn thể cùng ra đời. Cái gì? Toàn bộ đại điện rơi vào một sự im lặng chết chóc. Tam Hộ Pháp càng choáng váng hơn, đôi mắt gần như bật ra ngoài. Thần Vũ Đại Đế, cút ra đây cho ta. Tiếng hét này, giống như một đợt sóng cuồng phong, trong nháy mắt lan rộng trong bán kính hàng nghìn dặm. Tiếng gì vậy, là ta nghe nhầm rồi sao? Có người bảo, Thần Vũ Đại Đế cút ra đây. Trời ạ, lẽ nào người vừa nói không biết Thần Vũ Đại Đế có một tia thần hồn tọa trấn nhà họ Tiêu sao? Ực ực, ai to gan như vậy, lẽ nào muốn diệt tộc sao? Đi, đi xem vô số tu võ giả đều chấn động. Tin tức nhanh chóng truyền đi. Trực tiếp truyền đến tai các đại đế huyết gia tộc. Người nhà họ Diệp, nhà họ Cổ, Bất Hủ tộc, Tuyết tộc, Hỗn Nguyên tông, Tử Vi đế tộc, khi nghe được tin tức liền lập tức mở ra truyền tống không gian đến đó. Khi họ nhìn thấy Diệp Bắc Minh đang đứng chắp tay sau lưng, đứng sau bên ngoài cửa lớn nhà họ Tiêu, tất cả đều sửng sốt. Hỗn độn thể Diệp Bắc Minh, tại sao lại là hắn? Hắn điên rồi sao? Trước đây hắn bị Thần Vũ Đại Đế bắn một tên, suýt thì chết, tại sao vẫn còn dám tới nhà họ Tiêu? Mọi người đều kinh ngạc, cùng lúc đó, một nhóm người cấp cao từ sâu trong nhà họ Tiêu đều lao ra với vẻ mặt tức giận. Tiêu Lục Quốc vẫn đang dưỡng thương, vừa nhìn thấy Diệp Bắc Minh, hắn liền tức giận gần chết. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, lại là tên khốn này, mẹ kiếp, rốt cục ngươi muốn làm gì? Tiêu Lục Quốc nhảy lên chửi rủa, ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, ta nói rồi, chỉ cần ta còn sống, ắt phải diệt sạch huyết mạch nhà họ Tiêu. Ngươi nghĩ ta nói đùa à? Những lời này vừa nói ra.
Toàn hiện trường im lặng như chết, người nhà họ Diệp, nhà họ Cổ, Bất Hủ tộc, Tuyết tộc, Hỗn Nguyên tông, Tử Vi đế tộc, còn có tu võ giả đến xem trận chiến. Tất cả đều há miệng trợn mắt, không dám tin nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Bắc Minh. Có một số người, ánh mắt đảo quanh, rơi vào đám người nhà họ Diệp. Tiểu tử này đang nghiêm túc sao? Đừng nhìn ta, hắn đã bị trục xuất khỏi nhà họ Diệp, không còn quan hệ gì với chúng ta nữa rồi. Đúng vậy, Diệp Thí Thiên đã chết, lão tổ đã hạ lệnh chiếu cáo thiên hạ rồi. Diệp Quỳnh, người có liên quan đến hắn cũng bị đánh vào tử lao rồi. Người nhà họ Diệp vội vàng lắc đầu, sợ rằng chỉ cần có một chút liên quan đến Diệp Bắc Minh. Mẹ kiếp, đồ khốn kiếp, lão tổ, xin hãy xuất sơn chém chết tên tiểu tử này. Tiêu Lục Quốc tức giận phun ra một ngụm máu. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, không chút khách khí tiến vào nhà họ Tiêu, lao thẳng đến chỗ Tiêu Lục Quốc. Cùng nhau ra tay, mau ngăn hắn lại. Tiêu Lục Quốc hoảng sợ, hàng trăm người nhà họ Tiêu đồng thời ra tay, đủ loại vũ khí bản mệnh ép xuống, cho dù là tế đạo chi thượng cũng không dám chống chọi với nhiều người ra tay cùng một lúc như vậy. Những vũ khí này trong nháy mắt đã đánh trúng Diệp Bắc Minh. Rắc rắc, tất cả đều nổ tung, hóa thành các mảnh vỡ. Cái này, làm sao có thể? Giây tiếp theo, bang, một tiếng động lớn, Diệp Bắc Minh đứng trước mặt Tiêu Lục Quốc, lão xúc sinh, nhà họ Tiêu ngươi suýt chút nữa hại chết cha mẹ ta, hại chết sư tỷ ta, hại chết người phụ nữ của ta. Nếu các ngươi không bị tiêu diệt, Diệp Bắc Minh ta sống đời này uổng phí rồi. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu, ta phải bắt ngươi bị giày vò mà chết. Năm ngón tay nắm lại, trực tiếp xuyên qua tim của Tiêu Lục Quốc, nghiền nát thành từng mảnh. Tiếp đó, tung ra một cú đá, đan điền của Tiêu Lục Quốc nổ tung, ông ta bay ra ngoài như chó chết. Toàn bộ xương cốt vỡ nát, thoi thóp bò trên mặt đất. Lão tổ, mọi người trong nhà họ Tiêu vô cùng tức giận, các tu võ giả khác đến xem náo nhiệt cũng hoàn toàn bị sốc. Người này thật sự là lão tổ Tiêu Lục Quốc nhà họ Tiêu sao? Tiêu Lục Quốc ở cảnh giới tế đạo cấp 9, đến cơ hội phản kháng cũng không có, bị Diệp Bắc Minh ngược đãi như chó chết. Dụi dụi mắt, thật sự không dám tin. Đừng vội, người vẫn chưa chết được đâu. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười, lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn giơ tay lên, 13 cây kim bạc bay ra, cắm vào trong cơ thể Tiêu Lục Quốc. Một cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện, vết thương của Tiêu Lục Quốc lại nhanh chóng hồi phục. Cái này, mọi người đều sửng sốt, chuyện gì vậy? Tại sao hắn lại bắt đầu cứu người? Giây tiếp theo, bọn họ đã hiểu, Diệp Bắc Minh phóng thích năng lượng hỗn độn, ngưng tụ thành hình chiếc kim bạc, một lần nữa cắm vào trong cơ thể Tiêu Lục Quốc. A, à, cứu, a, à, đau quá, đau chết ta mất. A, à, đừng mà, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết, giết ta đi, mau giết ta đi, cầu xin các người, giết ta đi. Tiêu Lục Quốc điên cuồng vặn vẹo, đầu ông ta đập mạnh xuống đất, xin tha, ông ta lại đang cầu xin. Mẹ kiếp, ta biết rồi, Diệp Bắc Minh này cũng quá tàn nhẫn rồi, hắn vừa cứu Tiêu Lục Quốc, vừa tra tấn ông ta. Một ông già sợ hãi dựng tóc gáy nói, vừa cứu người, hồi phục vết thương, vừa giày vò, khiến ông ta không được chết dễ dàng. Rít, tiểu tử này đúng là một con quỷ, da đầu của mọi người đều tê dại, trong lòng thề rằng, dù có đắc tội ai thì cũng không thể lại đắc tội Diệp Bắc Minh. A, a, giết ta đi, cầu xin các người có phải là con cháu nhà họ Tiêu không? Nếu đúng thì giết ta đi, đối mặt với tiếng gào thét đau đớn của Tiêu Lục Quốc. Con cháu nhà họ Tiêu tái mét mặt, không biết làm thế nào. Đột nhiên, ngươi thật sự không sợ chết sao, hỗn độn thể. Ngươi đến Tiêu tộc chúng ta gây sự hết lần này đến lần khác, cho dù ngươi là hỗn độn thể, cũng chán sống rồi. Một giọng nói cực kỳ uy nghiêm vang lên, mọi người đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy, sâu trong nhà họ Tiêu, một cái bóng màu máu lao lên trời. Ngưng tụ thành một người đàn ông trung niên, thần vũ đại đế, Bass, áp lực của cảnh giới đại đế quét qua toàn bộ trời đất như một cơn sóng thần. Vô số tu võ giả bị ép quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Thần hồn của thần vũ đại đế giơ tay lên nắm lấy, xạ nhật cung bay vào tay ông ta, không chút do dự giơ cung lên bắn ra. Vút, một mũi tên lông vũ có thể giết chết thần xuyên qua không gian. Đến thật đúng lúc, để ta xem mũi tên của thần vũ đại đế có sắc bén không. Diệp Bắc Minh hào khí ngút trời, không hề tránh đi. Ngược lại, hắn ưỡn ngực, lao thẳng đến đón lấy mũi tên của thần vũ đại đế. Mẹ nó, trời ạ, Diệp Bắc Minh điên rồi sao? Mẹ kiếp, lấy ngực đỡ đế tiễn của thần vũ đại đế. Hắn nghĩ hắn là ai? Mọi người có mặt đều sốc đến mức mắt gần như nổ tung. Ngay cả Tiêu Lục Quốc, người đang bị quỷ môn thập tam châm tra tấn, cũng gần như quên mất cơn đau kịch liệt vào lúc này. Ông ta ngơ ngác ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn tất cả những điều này. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Bắc Minh đã kích hoạt huyền tự quyết,
sức mạnh của hỗn độn thể đã tăng lên gấp 10 lần. Phụp, ngực hắn đau nhói, đế tiễn xuyên qua ngực hắn. Ha 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 ha, Diệp Bắc Minh, mẹ kiếp, ngươi đúng là muốn chết. Lại chủ động dùng thân thể của mình để đỡ đế tiễn được bắn ra từ xạ nhật cung. Mẹ kiếp, ngươi không chết thì ai chết? Ha 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 ha, Tiêu Lục Quốc dùng hết sức lực cuối cùng, cười điên cuồng, oán hận vô tận. Giây tiếp theo, nụ cười của ông ta đông cứng lại. Mẹ kiếp, không thể nào, không chỉ có Tiêu Lục Quốc, tất cả tu võ giả có mặt, bao gồm cả Cổ Yên Tuyết, đồng tử đều co rút lại một cách nghiêm trọng. Hoàn toàn choáng váng, mũi tên này quả nhiên đã xuyên qua ngực Diệp Bắc Minh. Nhưng, nó chỉ đâm vào được khoảng một nửa độ sâu của ngực hắn. Mũi tên thần đó lại cắm vào ngực hắn, như vậy, cắm chặt ở đó. Ôi trời ơi, là thật sao, ta không nhìn nhầm chứ. Thần hồn của thần Vũ Đại Đế tự mình bắn ra một mũi tên, không giết được Diệp Bắc Minh ngay lập tức thì thôi, lại còn không thể xuyên qua hỗn độn thể của hắn. Sức phòng thủ quái quỷ gì thế này? Da đầu của mọi người đều tê dại, run lên vì sợ hãi. A, 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 Tiêu Lục Quốc kinh hãi kêu lên. Ông ta thật sự bị cảnh tượng này dọa chết. Hai mắt nổ tung mà chết. Cổ Yên Tuyết nuốt khan, đầu óc ong ong, nằm mơ, đây nhất định là nằm mơ. Mũi tên do cung của Đại Đế bắn ra lại không thể xuyên qua cơ thể hắn. Ôi trời ơi, cơ thể anh ta được làm bằng sắt à? Dưới ánh nhìn kinh hoàng, Diệp Bắc Minh giơ tay lên, cầm mũi tên đó, chậm rãi rút ra, thần Vũ Đại Đế. Tên của ngươi có vẻ không sắc nhỉ? Lời nói vừa dứt, sau vài giây im lặng chết chóc, mẹ kiếp, quá kiêu ngạo rồi, toàn hiện trường bùng nổ. Nếu ta ngầu như hắn, ta còn kiêu ngạo hơn hắn nữa. Chết tiệt, ta sắp yêu hắn mất rồi. Thần Vũ Đại Đế, cút ra đây cho ta. Tiếng hét này, giống như một đợt sóng cuồng phong, trong nháy mắt lan rộng trong bán kính hàng nghìn dặm. Tiếng gì vậy, là ta nghe nhầm rồi sao? Có người bảo, thần Vũ Đại Đế cút ra đây. Trời ạ, lẽ nào người vừa nói không biết thần Vũ Đại Đế có một tia thần hồn tọa trấn nhà họ Tiêu sao? Ực ực, ai to gan như vậy, lẽ nào muốn diệt tộc sao? Đi, đi xem vô số tu võ giả đều chấn động. Tin tức nhanh chóng truyền đi, trực tiếp truyền đến tai các đại đế huyết gia tộc. Người nhà họ Diệp, nhà họ Cổ, Bất Hủ tộc, Tuyết tộc, Hỗn Nguyên tông, Tử Vi đế tộc, khi nghe được tin tức liền lập tức mở ra truyền tống không gian đến đó. Khi họ nhìn thấy Diệp Bắc Minh đang đứng chắp tay sau lưng, đứng sau bên ngoài cửa lớn nhà họ Tiêu, tất cả đều sửng sốt. Hỗn độn thể Diệp Bắc Minh, tại sao lại là hắn? Hắn điên rồi sao? Trước đây hắn bị thần Vũ Đại Đế bắn một tên, suýt thì chết, tại sao vẫn còn dám tới nhà họ Tiêu? Mọi người đều kinh ngạc, cùng lúc đó, một nhóm người cấp cao từ sâu trong nhà họ Tiêu đều lao ra với vẻ mặt tức giận. Tiêu Lục Quốc vẫn đang dưỡng thương, vừa nhìn thấy Diệp Bắc Minh, hắn liền tức giận gần chết. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, lại là tên khốn này, mẹ kiếp, rốt cục ngươi muốn làm gì? Tiêu Lục Quốc nhảy lên chửi rủa, ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, ta nói rồi, chỉ cần ta còn sống, ắt phải diệt sạch huyết mạch nhà họ Tiêu. Ngươi nghĩ ta nói đùa à? Những lời này vừa nói ra, toàn hiện trường im lặng như chết, người nhà họ Diệp, nhà họ Cổ, Bất Hủ tộc, Tuyết tộc, Hỗn Nguyên tông, Tử Vi đế tộc, còn có tu võ giả đến xem trận chiến. Tất cả đều há miệng trợn mắt, không dám tin nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Bắc Minh. Có một số người, ánh mắt đảo quanh, rơi vào đám người nhà họ Diệp. Tiểu tử này đang nghiêm túc sao? Đừng nhìn ta, hắn đã bị trục xuất khỏi nhà họ Diệp, không còn quan hệ gì với chúng ta nữa rồi. Đúng vậy, Diệp Thí Thiên đã chết, lão tổ đã hạ lệnh chiếu cáo thiên hạ rồi. Diệp Quỳnh, người có liên quan đến hắn cũng bị đánh vào tử lao rồi. Người nhà họ Diệp vội vàng lắc đầu, sợ rằng chỉ cần có một chút liên quan đến Diệp Bắc Minh. Mẹ kiếp, đồ khốn kiếp, lão tổ, xin hãy xuất sơn chém chết tên tiểu tử này. Tiêu Lục Quốc tức giận phun ra một ngụm máu. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, không chút khách khí tiến vào nhà họ Tiêu, lao thẳng đến chỗ Tiêu Lục Quốc. Cùng nhau ra tay, mau ngăn hắn lại. Tiêu Lục Quốc hoảng sợ, hàng trăm người nhà họ Tiêu đồng thời ra tay, đủ loại vũ khí bản mệnh ép xuống, cho dù là tế đạo chi thượng cũng không dám chống chọi với nhiều người ra tay cùng một lúc như vậy. Những vũ khí này trong nháy mắt đã đánh trúng Diệp Bắc Minh. Rắc rắc, tất cả đều nổ tung, hóa thành các mảnh vỡ. Cái này, làm sao có thể? Giây tiếp theo, bang, một tiếng động lớn, Diệp Bắc Minh đứng trước mặt Tiêu Lục Quốc, lão xúc sinh, nhà họ Tiêu ngươi suýt chút nữa hại chết cha mẹ ta, hại chết sư tỷ ta, hại chết người phụ nữ của ta. Nếu các ngươi không bị tiêu diệt, Diệp Bắc Minh ta sống đời này uổng phí rồi. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu, ta phải bắt ngươi bị giày vò mà chết. Năm ngón tay nắm lại, trực tiếp xuyên qua tim của Tiêu Lục Quốc, nghiền nát thành từng mảnh. Tiếp đó, tung ra một cú đá.
Đan điền của Tiêu Lục Quốc nổ tung, ông ta bay ra ngoài như chó chết. Toàn bộ xương cốt vỡ nát, thoi thóp bò trên mặt đất. Lão tổ, mọi người trong nhà họ Tiêu vô cùng tức giận, các tu võ giả khác đến xem náo nhiệt cũng hoàn toàn bị sốc. Người này thật sự là lão tổ Tiêu Lục Quốc nhà họ Tiêu sao? Tiêu Lục Quốc ở cảnh giới tế đạo cấp 9, đến cơ hội phản kháng cũng không có, bị Diệp Bắc Minh ngược đãi như chó chết. Dụi dụi mắt, thật sự không dám tin. Đừng vội, người vẫn chưa chết được đâu. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười, lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn giơ tay lên, 13 cây kim bạc bay ra, cắm vào trong cơ thể Tiêu Lục Quốc. Một cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện, vết thương của Tiêu Lục Quốc lại nhanh chóng hồi phục. Cái này, mọi người đều sửng sốt, chuyện gì vậy? Tại sao hắn lại bắt đầu cứu người? Giây tiếp theo, bọn họ đã hiểu, Diệp Bắc Minh phóng thích năng lượng hỗn độn, ngưng tụ thành hình chiếc kim bạc, một lần nữa cắm vào trong cơ thể Tiêu Lục Quốc. A, à, cứu, a, à, đau quá, đau chết ta mất. A, à, đừng mà, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết, giết ta đi, mau giết ta đi, cầu xin các người, giết ta đi. Tiêu Lục Quốc điên cuồng vặn vẹo, đầu ông ta đập mạnh xuống đất, xin tha, ông ta lại đang cầu xin. Mẹ kiếp, ta biết rồi, Diệp Bắc Minh này cũng quá tàn nhẫn rồi, hắn vừa cứu Tiêu Lục Quốc, vừa tra tấn ông ta. Một ông già sợ hãi dựng tóc gáy nói, vừa cứu người, hồi phục vết thương, vừa giày vò, khiến ông ta không được chết dễ dàng. Giết, tiểu tử này đúng là một con quỷ, da đầu của mọi người đều tê dại, trong lòng thề rằng, dù có đắc tội ai thì cũng không thể lại đắc tội Diệp Bắc Minh. A, a, giết ta đi, cầu xin các người có phải là con cháu nhà họ Tiêu không? Nếu đúng thì giết ta đi, đối mặt với tiếng gào thét đau đớn của Tiêu Lục Quốc. Con cháu nhà họ Tiêu tái mét mặt, không biết làm thế nào. Đột nhiên, ngươi thật sự không sợ chết sao, hỗn độn thể. Ngươi đến Tiêu tộc chúng ta gây sự hết lần này đến lần khác, cho dù ngươi là hỗn độn thể, cũng chán sống rồi. Một giọng nói cực kỳ uy nghiêm vang lên, mọi người đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy... Sâu trong nhà họ Tiêu, một cái bóng màu máu lao lên trời. Ngưng tụ thành một người đàn ông trung niên, thần vũ đại đế, Bass, áp lực của cảnh giới đại đế quét qua toàn bộ trời đất như một cơn sóng thần. Vô số tu võ giả bị ép quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. Thần hồn của thần vũ đại đế giơ tay lên nắm lấy, xạ nhật cung bay vào tay ông ta, không chút do dự giơ cung lên bắn ra. Vút, một mũi tên lông vũ có thể giết chết thần xuyên qua không gian. Đến thật đúng lúc, để ta xem mũi tên của thần vũ đại đế có sắc bén không. Diệp Bắc Minh hào khí ngút trời, không hề tránh đi. Ngược lại, hắn ưỡn ngực, lao thẳng đến đón lấy mũi tên của thần vũ đại đế. Mẹ nó, trời ạ, Diệp Bắc Minh điên rồi sao? Mẹ kiếp, lấy ngực đỡ đế tiễn của thần vũ đại đế. Hắn nghĩ hắn là ai? Mọi người có mặt đều sốc đến mức mắt gần như nổ tung. Ngay cả Tiêu Lục Quốc, người đang bị quỷ môn thập tam châm tra tấn, cũng gần như quên mất cơn đau kịch liệt vào lúc này. Ông ta ngơ ngác ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn tất cả những điều này. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Bắc Minh đã kích hoạt huyền tự quyết, sức mạnh của hỗn độn thể đã tăng lên gấp 10 lần. Phụp, ngực hắn đau nhói, đế tiễn xuyên qua ngực hắn. Ha 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 ha, Diệp Bắc Minh, mẹ kiếp, ngươi đúng là muốn chết. Lại chủ động dùng thân thể của mình để đỡ đế tiễn được bắn ra từ xạ nhật cung. Mẹ kiếp, ngươi không chết thì ai chết? Ha 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 ha. Tiêu Lục Quốc dùng hết sức lực cuối cùng, cười điên cuồng, oán hận vô tận. Giây tiếp theo, nụ cười của ông ta đông cứng lại. Mẹ kiếp, không thể nào, không chỉ có Tiêu Lục Quốc, tất cả tu võ giả có mặt, bao gồm cả Cổ Yên Tuyết, đồng tử đều co rút lại một cách nghiêm trọng. Hoàn toàn choáng váng, mũi tên này quả nhiên đã xuyên qua ngực Diệp Bắc Minh. Nhưng, nó chỉ đâm vào được khoảng một nửa độ sâu của ngực hắn. Mũi tên thần đó lại cắm vào ngực hắn, như vậy, cắm chặt ở đó. Ôi trời ơi! Là thật sao, ta không nhìn nhầm chứ? Thần hồn của thần vũ đại đế tự mình bắn ra một mũi tên, không giết được Diệp Bắc Minh ngay lập tức thì thôi, lại còn không thể xuyên qua hỗn độn thể của hắn. Sức phòng thủ quái quỷ gì thế này? Da đầu của mọi người đều tê dại, run lên vì sợ hãi. A, 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 Tiêu Lục Quốc kinh hãi kêu lên. Ông ta thật sự bị cảnh tượng này dọa chết. Hai mắt nổ tung mà chết, Cổ Yên Tuyết nuốt khan, đầu óc ong ong, nằm mơ, đây nhất định là nằm mơ. Mũi tên do cung của đại đế bắn ra lại không thể xuyên qua cơ thể hắn. Ôi trời ơi, cơ thể anh ta được làm bằng sắt à? Dưới ánh nhìn kinh hoàng, Diệp Bắc Minh giơ tay lên, cầm mũi tên đó, chậm rãi rút ra, thần vũ đại đế. Tên của ngươi có vẻ không sắc nhỉ? Lời nói vừa dứt, sau vài giây im lặng chết chóc, mẹ kiếp, quá kiêu ngạo rồi, toàn hiện trường bùng nổ. Nếu ta ngầu như hắn, ta còn kiêu ngạo hơn hắn nữa. Chết tiệt, ta sắp yêu hắn mất rồi.
trong không khí sôi sục, hỗn độn thể, người phớt lờ uy nghiêm của bổn đế, đáng chết. Thần hồn của thần vũ đại đế hét lên, tiếp tục dương xạ nhật cung lên và bắn ra một mũi tên khác. Diệp Bắc Minh không còn do dự nữa, tiến lên một bước, giơ tay lắc lắc. Thanh càn khôn chấn ngục kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, chém ra một kiếm, cực kỳ to lớn. Keng, một tiếng động lớn kinh thiên động địa vang lên, trong khoảnh khắc hai đòn tấn công tiếp xúc, tất cả mọi người đều bị luồng không khí kinh khủng đó chấn động đến mức không thể mở mắt. Giây tiếp theo, mau nhìn kìa, có người kêu lên thất thanh. Diệp Bắc Minh lao ra khỏi làn sóng không khí, cầm thanh càn khôn chấn ngục kiếm trong tay. Đáp xuống trước thần hồn của thần vũ đại đế, tung ra một nhát kiếm, gào, huyết long gầm lên dữ dội, cực kỳ hung bạo, thần hồn của thần vũ đại đế giật mình, cây cung trong tay phát ra âm thanh leng keng, bị chặn lại, thanh càn khôn chấn ngục kiếm mạnh mẽ chém vào nó. Tiểu tháp, nổ tung cho tôi, trong lòng Diệp Bắc Minh gầm lên, bass, sức mạnh của tháp càn khôn chấn ngục điên cuồng rót vào thanh càn khôn chấn ngục kiếm, tương đương với việc cùng lúc dùng hai binh khí đại đế ép xuống. Sắc sắc, một âm thanh sắc nét vang lên. Cây xạ nhật cung hoàn toàn không chịu nổi, xuất hiện một vết nứt và nổ tung. Chết tiệt, xạ nhật cung gãy rồi. Làm sao có thể, đây là binh khí đại đế đấy. Vô số người ra đầu tê dại đi vì sốc. Diệp Bắc Minh không hề có ý định dừng lại, thanh càn khôn chấn ngục kiếm tiếp tục điên cuồng ép xuống, chém về phía thần hồn của thần vũ đại đế. Huyết quang lướt qua, thần hồn của thần vũ đại đế muốn tránh, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình khóa chặt. Phụt, thanh càn khôn chấn ngục kiếm đâm xuyên qua thần hồn của thần vũ đại đế, tách ra. Diệp Bắc Minh, bổn đế nhớ rõ ngươi rồi. Âm thanh cuối cùng rơi xuống, thần hồn của thần vũ đại đế hoàn toàn bị hủy diệt. Làm sao có thể, tiên tổ, cơ thể của mọi người trong nhà họ Tiêu không khỏi run rẩy. Có ông lão sợ đến mức tim vỡ tung, phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn lên bầu trời. Người thanh niên đã chém chết đại đế đó. Diệp Bắc Minh, ba chữ này giống như một chiếc búa nặng nề. Đánh vào trái tim của mọi người có mặt, đập tan mọi ảo tưởng của họ. Diệp Bắc Minh đã chém chết thần hồn của thần vũ đại đế. Tuy chỉ là một đạo thần hồn, nhưng mẹ kiếp, là thần hồn đại đế đang cầm trong tay binh khí đại đế đấy. Một ông lão nhà họ Cổ sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Điều này quá tàn nhẫn. Mau quay về thông báo với lão tổ, Vũ Nhu và Diệp Bắc Minh là bạn bè. Đối với nhà họ Trần, đây không hẳn là chuyện xấu. Một ông lão tử vi đế tộc, ngoài kích động. Trong đôi mắt già nua, có phần nhiều là vui mừng. Tiêu rồi, bất hủ tộc chúng ta và Diệp Bắc Minh hình như có chút mâu thuẫn. Lần trước, tiểu tử này nếu muốn đi báo thù, bất hủ tộc có thể ngăn cản được sao? Mọi người trong bất hủ tộc đều tái mặt vì sợ hãi. Tiểu tử này rốt cục là loại quái vật gì vậy? Tại sao thực lực của hắn lại tăng nhanh như vậy? Mấy ông lão Hỗn Nguyên Tông gần như ngất đi. Cảnh tượng này khiến mọi người trong tuyết tộc đều thay đổi sắc mặt, không hay rồi. Diệp Bắc Minh từng nói hắn sẽ tiêu diệt tuyết tộc chúng ta. Mau trở về bẩm báo các lão tổ. Khi mọi người trong tuyết tộc đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, trong hư không xuất hiện một trận dao động, mang theo mùi máu tươi, không hổ là hỗn độn thể, trong tay hắn lại có hai binh khí đại đế, chẳng trách hồn chủ lại coi trọng như vậy. Lời nói vừa dứt, liền có mấy bóng người xé nát hư không bước đến. Người dẫn đầu chính là nhị hộ pháp của hồn tộc, phía sau còn có mấy bóng người mặc áo choàng màu máu khác. Trên người họ tỏa ra một áp lực cực kỳ mạnh, khiến không gian xung quanh trở nên vặn vẹo. Đây là ai? Mọi người đều ngạc nhiên nhìn lên. Tổng cộng có 5 bóng người, mỗi người đều mang lại cho họ cảm giác như một con thú khát máu. Hồn tộc, sao bọn họ lại đến đây? Cổ Yên Tuyết biến sắc, lo lắng truyền âm, Diệp Bắc Minh, cẩn thận. Những người này đều là hộ pháp của hồn tộc, thực lực của họ cực kỳ đáng sợ, anh tuyệt đối đừng. Truyền âm còn chưa kết thúc, Diệp Bắc Minh liền trực tiếp từ chối tiếp nhận. Từ từ quay đầu lại, nhìn chằm chằm mấy người hồn tộc, lại là người của hồn tộc, ta đã cảnh cáo tam hộ pháp của các ngươi rồi. Nếu còn dám xuất hiện ở trước mặt ta lần nữa, giết không tha, các ngươi nghe không hiểu sao. Những lời này vừa nói ra, 5 đại hộ pháp của hồn tộc đều choáng váng. Giây tiếp theo, ha 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 ha, ôm bụng cười lớn, khóe miệng của nhị hộ pháp nở một nụ cười nham hiểm, tiểu tử, xem ra ngươi thật sự không biết sống chết. Cho dù ở vị diện chi thượng, cũng không có mấy thế lực dám sỉ nhục tôn nghiêm của hồn tộc chúng ta như thế này. Người dám nói ra những lời này, hôm nay, người phế rồi. Ông ta chỉ vào Diệp Bắc Minh, ra lệnh, thất hộ pháp, cửu hộ pháp, phế tiểu tử kia đi, đánh nát miệng hắn đưa về. Rõ, nụ cười tàn khốc nở trên môi của thất hộ pháp và cửu hộ pháp. Mỗi người tế ra một thanh ma kiếm màu máu, khí tức tế đạo chi thượng cấp 7 bộc phát, giống như dã thú từ thời tiền sử lao đến. Cái thứ rác rưởi gì chứ? Giọng nói của Diệp Bắc Minh thờ ơ, thay vì né tránh,
hắn lao về phía hai người họ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thất Hộ Pháp tức giận cười, ha ha ha. Mẹ kiếp, ngươi chính là hỗn độn thể sao? Chết tiệt, chỉ một cảnh giới đại đạo cấp 1 cũng dám kiêu căng như vậy. Ngươi tưởng rằng binh khí đại đế là vô địch sao? Chết đi, giây tiếp theo, thanh càn khôn chấn ngục kiếm đến rồi. Khoảnh khắc thanh ma kiếm màu máu trong tay Thất Hộ Pháp tiếp xúc với nó. Trực tiếp nổ tung, những mảnh vỡ xuyên qua cơ thể của Thất Hộ Pháp, ông ta phát ra một tiếng hét thảm, làm sao có thể? Làm sao thanh kiếm của ta đến một chiêu cũng không chống đỡ được? Không phải các ngươi muốn đánh nát miệng ta sao? Diệp Bắc Minh tung ra một cú đá. Hỗn độn thể, huyền tự quyết, sức mạnh gấp 10 lần. Rắc rắc, tất cả răng trong miệng của Thất Hộ Pháp đều nổ tung. Ông ta bay ra ngoài như một con chó chết, nôn ra máu. Cửu Hộ Pháp tìm thấy cơ hội, dùng kiếm chém vào đầu Diệp Bắc Minh. Diệp công tử, cẩn thận, Cổ Yên Tuyết kêu lên. Rít, các tu võ giả khác có mặt đều hít một hơi khí lạnh, hỗn độn thể tiêu rồi. Đúng vào thời điểm quan trọng này, Diệp Bắc Minh không hề có ý né tránh, để mặc cho Cửu Hộ Pháp chém thanh ma kiếm màu máu trong tay vào cổ hắn. Keng, có tiếng kim loại va chạm. Làm sao có thể, cơ thể của Cửu Hộ Pháp run lên, trái tim chấn động đến mức muốn vỡ tung. Nhát kiếm này, cho dù là tế đạo chi thượng cấp 9 cũng sẽ bị ông ta chém rơi đầu. Diệp Bắc Minh căn bản không nhúc nhích, ông ta lại không thể chặt đứt đầu Diệp Bắc Minh. Lẽ nào cơ thể của hắn không thể phá vỡ được sao? Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh từ từ quay đầu lại. Cửu Hộ Pháp chỉ một ngón tay vào Diệp Bắc Minh, ngươi. Rốt cục là loại quái vật gì? Phụt, một kiếm ép xuống. Đôi mắt của Cửu Hộ Pháp tối sầm, hoàn toàn biến thành xương máu. Cửu Hộ Pháp, cảnh tượng này khiến mí mắt của Nhị Hộ Pháp ở phía xa giật giật. Cả hai hộ pháp đều là tế đạo chi thượng cấp 7, một người chết, một người bị thương nặng. Ông ta cũng chỉ là tế đạo chi thượng cấp 8 mà thôi, tuyệt đối không phải đối thủ của tiểu tử này. Đi thôi, Nhị Hộ Pháp không hề do dự chút nào, xoay người, bước vào thông đạo không gian vừa đến. Muốn đi, đã hỏi ta chưa? Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, thúc địa thành thốn. Nhị Hộ Pháp đã bước vào thông đạo không gian, vết nứt không gian đã khép lại. Giết, nhát kiếm mạnh nhất chém ra. Xoẹt, một kiếm khí điên cuồng bộc phát, huyết quang bao trùm toàn bộ bầu trời, chìm vào trong không gian đó. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết truyền đến. Nhị Hộ Pháp, hai bóng người bước lên trước, đỡ lấy Nhị Hộ Pháp. Giết, hít một hơi khí lạnh, đằng sau Nhị Hộ Pháp là một mớ hỗn độn đẫm máu. Cột sống đã biến thành bột, có thể nhìn xuyên qua vết thương. Thấy được trái tim đang đập. Mẹ kiếp, đây là đã cách hư không rồi. Dưới sự cản trở của sức mạnh không gian, lại khiến cho Nhị Hộ Pháp bị thương thành như thế này. Nếu là một kiếm trực tiếp, chẳng phải Nhị Hộ Pháp đến một chút vụn cũng không giữ lại được sao? Chấm, bên ngoài nhà họ Tiêu, hoàn toàn sôi sục, trời ơi, những người vừa rồi đều là thực lực tế đạo chi thượng, hình như ở vị diện chi thượng. Nhân vật lớn đáng sợ như vậy mà lại bị Diệp Bắc Minh chém giết cách không gian. Truyền lệnh xuống dưới. Sau này không ai được phép đối đầu với Diệp công tử. Một số ông già dứt khoát hạ lệnh, Cổ Yên Tuyết thậm chí còn chết đứng tại chỗ, miệng há hốc. Trợn tròn mắt nhìn tất cả, đây chính là hỗn độn thể sao. Mình đột nhiên cảm thấy, có lẽ dự ngôn của tiên tổ đời đầu của Côn Luân Điện là thật. Ánh mắt lấp lánh, Diệp Bắc Minh phớt lờ lời bàn tán của mọi người. Một bước đã đến chỗ Thất Hộ Pháp đang hấp hối, thảm hại như một con chó chết. Đặt một chân lên đầu ông ta. Một giọng nói nhàn nhạt giống như thần chết vang lên, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, vì sao hồn tộc lại muốn tìm ta? Có phải các ngươi có bí mật gì không thể nói ra đúng không? Thất Hộ Pháp cười tâu toét, ha ha ha, tiểu tử, ngươi đừng hòng moi được bất kỳ, từ, tin tức, vẫn chưa được thốt ra. Rắc rắc, dày hồi lực nặng nề giáng xuống, đầu của Thất Hộ Pháp nổ tung tại chỗ, dứt khoát. Một đạo thần hồn lao ra, mang theo một đám xương máu, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Ngươi thật sự dám giết ta? Thất Hộ Pháp có nằm mơ cũng không ngờ rằng Diệp Bắc Minh lại thật sự dẫm chết ông ta, giết một cách dứt khoát đến mức khiến ông ta sợ hãi. Thần hồn của ngươi cũng không cần phải sống nữa. Diệp Bắc Minh lắc đầu, năm ngón tay nắm lại, năm con rồng lửa bay ra. Phần thiên chi diễm, làm sao ngươi có ngọn lửa này? Không, thần hồn bị ngọn lửa này đốt cháy sẽ không bao giờ được đầu thai. Đừng mà, Thất Hộ Pháp cuối cùng cũng sợ hãi, quay người bỏ chạy. Diệp Bắc Minh siết chặt ngón tay. Một tiếng thét chói tai vang vọng khắp không gian. Thần hồn của Thất Hộ Pháp đã hoàn toàn biến mất. Đúng lúc mọi người đang kinh ngạc thì tử thần từ từ quay người lại. Tiêu Lục Quốc, ngươi giả vờ đủ chưa? Để sống sót, ngươi cũng thật biết giả chết đấy. Nằm trên mặt đất, cơ thể Tiêu Lục Quốc khẽ run lên. Mở to mắt kinh hãi. Ngươi, tại sao không thể tha cho ta? Lúc nhà họ Tiêu phá hủy nhà tù số 7,
có nghĩ tới việc tha cho người nhà của ta không? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng. Hôm nay, huyết mạch của nhà họ Tiêu sẽ tuyệt diệt. Lời nói vừa dứt, Diệp Bắc Minh vung kiếm chém về phía ngực các thành viên cấp cao của nhà họ Tiêu. A, mọi người kinh hãi hét lên, nhưng lại kinh ngạc phát hiện ra kiếm khí chỉ để lại một vết thương trên ngực họ. Máu chảy ra, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người trong nhà họ Tiêu đều ngây ra. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh dậm chân một cái, Tiểu Tháp, huyết mạch chú sát cho tôi. Bát, một năng lượng hỗn độn ập đến, máu của tất cả các thành viên cấp cao trong nhà họ Tiêu đều bốc cháy. Trong chớp mắt, a, nhà họ Tiêu đã hoàn toàn biến thành địa ngục trần gian. Ực ực, những người ở bên ngoài đang theo dõi trận chiến đều nuốt khan trong tiềm thức, nhìn về phía nhà họ Tiêu, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Từ hôm nay trở đi, ở Nguyên Thủy chân giới, sẽ không còn đế huyết Tiêu gia nữa. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, nhìn về phía Bắc Đại Lục, lấy ra vị diện truyền tống trận, khởi động. Biến mất, tất cả mọi người đều ngây ra, đó là, hướng của Bắc Đại Lục, tuyết tộc. Chấm, vị diện chi thượng, thánh điện hồn tộc. Ba bóng người vội vàng lao vào đại điện, quỳ thụp xuống đất, trên cơ thể người đàn ông ở giữa, máu tươi không ngừng chảy ra, để lại một con đường đầy máu khi tiến vào thánh điện. Người này không ai khác chính là nhị hộ pháp. Hồn chủ, chúng tôi quay lại rồi. Thực lực của hỗn độn thể đó thật sự quá đáng sợ, thất hộ pháp và cửu hộ pháp. Chết rồi, đầu của nhị hộ pháp, đập mạnh xuống đất, xin hồn chủ trách tội. Cái gì, thất hộ pháp và cửu hộ pháp đều đã chết, làm sao có thể, ra đầu tam hộ pháp tê dại. Kinh hãi nhìn lên vị trí cao nhất trong thánh điện. Một bóng đen dâng lên. Một lúc lâu sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ chết hai tên hộ pháp mà thôi, hà tất phải sợ hãi như vậy. Hồn tộc ta giết người, từ trước đến nay không phải dựa vào vũ lực, mà là dựa vào điểm yếu nhân tính. Mộng Yểm, lời nói vừa dứt, mấy đại hộ pháp biến sắc, kinh hãi quay đầu lại. Một người phụ nữ cực kỳ yêu kiều bước vào lối vào của thánh điện, thân hình vô cùng nóng bỏng và hoàn hảo, khiến người ta có cảm giác mê hoặc chúng sinh. Một số đại hộ pháp nuốt nước bọt, nhưng không dám nhìn nhiều hơn, nếu nhìn người phụ nữ này lần nữa, họ sẽ chết rất thảm. Khuôn mặt xinh đẹp của tam hộ pháp đỏ bừng, thầm mắng chửi, thật vô liêm sỉ. Huyết ảnh nhàn nhạt nói, tìm ra điểm yếu của Diệp Bắc Minh, để hắn chết trong cõi mộng. Mang xác hắn về đây, chấm, tử vi đế tộc, nhà họ Trần. Cái gì, Trần Thiên chỉ trợn to hai mắt, không dám tin vào tin tức được truyền đến. Diệp Bắc Minh dùng thân thể máu thịt của mình để đỡ đòn tấn công của xạ Nhật Cung. Còn một kiếm chém chết thần hồn của thần Vũ Đại Đế, thành công giết chết Đại Đế. Đế huyết Tiêu gia đã hoàn toàn bị tiêu diệt, không còn ai sống sót, từng lời nói đều vang vọng trong đại điện nhà họ Trần. Toàn bộ nhà họ Trần đều choáng váng, ngây ra tại chỗ, hoàn toàn hóa đá, lão tổ, đúng vậy. Vài ông lão nhà họ Trần quỳ trên mặt đất, run rẩy nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra với nhà họ Tiêu. Mau! Gọi Vũ Nhu đến đây cho ta. Trần Thiên chỉ gần như gầm lên khi nói ra câu này. Rất nhanh, Trần Vũ Nhu đến rồi. Gương mặt cô có chút tiều tụy, lão tổ, người gọi con. Trong khoảng thời gian này, cô đã phải chịu rất nhiều lời chỉ trích. Trần Thiên chỉ giải thích chuyện xảy ra với nhà họ Tiêu, sau đó lập tức hỏi, Vũ Nhu, cả nhà họ Trần không có ai hiểu rõ Diệp Bắc Minh hơn con. Tiểu tử này rốt cục là ai? Trên người hắn có bí mật gì? Hắn rốt cục là sao? Thực lực lại tăng lên nhiều như vậy, mới bao lâu chứ, hắn, sức mạnh của một mình hắn lại có thể hủy diệt đế huyết gia tộc. Mỗi tin tức, đều giống như sấm sét, đánh vào trái tim của Trần Vũ Nhu. Cô ngơ ngác đứng đó, há hốc miệng, trong đôi mắt đẹp, vừa có vui mừng, vừa có kinh hãi. Diệp công tử, anh ta, là thật sao, Trần Vũ Nhu lên tiếng, Trần Thiên chỉ nặng nề gật đầu, phí lời. Lão tổ ta còn có thể lừa ngươi sao, Vũ Nhu, nói cho ta biết. Chuyện này rốt cục là sao? Tiểu tử đó, ô không, Diệp công tử, rốt cục có điều kỳ lạ gì? Tất cả những điều này đều có liên quan đến tương lai của nhà họ Trần. Ông ta thở gấp, đôi mắt già nua đỏ ngầu, những người khác trong nhà họ Trần đều không dám nói gì. Nhìn chằm chằm vào Trần Vũ Nhu, con, cái này, vẻ mặt của Trần Vũ Nhu rất phức tạp, báo, lúc này, một người cấp cao trong nhà họ Trần kinh hãi chạy tới, thở hổn hển, lão tổ. Xảy ra chuyện lớn rồi. Khuôn mặt già nua của Trần Thiên chỉ sầm xuống, có chuyện gì? Còn chuyện gì lớn hơn chuyện bây giờ sao? Sắc mặt người đàn ông trung niên tái nhợt, quỳ thụp trên mặt đất, lão tổ. Nửa giờ trước, tuyết tộc đã bị tiêu diệt rồi. Trăm ngàn dặm tuyết nguyên biến thành vùng đất cháy rồi. Thánh sơn của tuyết tộc đã sụp đổ. Toàn bộ tuyết tộc đều bị Diệp Bắc Minh dùng huyết mạch chú sát, hoàn toàn bị tiêu diệt rồi. Ngươi nói cái gì? Đầu óc Trần Thiên chỉ ong ong, lẩm bẩm nói. Trong một ngày,
liên tiếp tiêu diệt hai đại đế huyết chủng tộc, hắn muốn làm gì? Đúng lúc đó, báo, một giọng nói khác vang lên. Chuyện gì, nói, Trần Thiên Trì gầm lên. Ông lão lao vào đại điện quỳ thụp xuống đất, run rẩy ngẩng đầu lên, lão tổ, Diệp. Diệp Bắc Minh đến rồi, đang ở ngay trước cửa gia tộc. Hắn đến đây làm gì? Nhà họ Trần ta chưa từng đắc tội hắn mà. Tiêu rồi, hắn sẽ không tới để tiêu diệt nhà họ Trần đấy chứ. Hu hu hu, lão tổ, xin hãy mau nghĩ cách đi. Toàn bộ đại điện nhà họ Trần đều hỗn loạn, không còn dáng vẻ của đế huyết chủng tộc, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Trần Thiên Trì nuốt khan nói, mau mời Diệp công tử vào. Đợi đã, ta sẽ đích thân ra đón. Không cần phiền phức, tự tôi vào. Trần Thiên Trì vừa đứng lên, bên ngoài đại điện liền vang lên một giọng nói nhàn nhạt. Soạt, vô số người ngẩng đầu lên, trên gương mặt hiện lên một tia hoảng sợ. Ở cuối tầm nhìn, một thanh niên chắp tay sau lưng, sải bước đi tới. Khoảnh khắc họ nhìn thấy Diệp Bắc Minh, trái tim của tất cả mọi người trong nhà họ Trần đều thắt lại. Diệp Bắc Minh, hắn tới rồi, đường đường là người cấp cao của Tử Vi đế tộc, giọng nói đều run rẩy. Trần Thiên Trì nheo mắt lại, vội vàng lao tới đại điện nghênh đón, Diệp. Diệp công tử, ngọn gió nào đưa cậu tới đây? Diệp Bắc Minh cười nói, Trần tiền bối, đừng căng thẳng, tôi đến nhà họ Trần không phải là để diệt tộc. Toàn hiện trường im lặng như chết, mọi người trong nhà họ Trần đều mở to mắt, mẹ kiếp. Đây gọi là tiếng người sao, nhưng, trên gương mặt của tất cả người trong nhà họ Trần đều thoáng một nét vui mừng. Đúng vậy, vui mừng, không phải đến để diệt tộc, chỉ vài chữ ngắn gọn, lại hay hơn cả thiên lai. Một số người cấp cao của nhà họ Trần gần như kích động đến phát khóc. Trần Thiên Trì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lưng ông ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, xin hỏi Diệp công tử đến nhà họ Trần ta có việc gì? Trên khuôn mặt già nua của Trần Thiên Trì hiện lên một nụ cười. Diệp Bắc Minh liếc nhìn Trần Vũ Nhu, nghe Vũ Nhu cô nương nói, nhà họ Trần rất giỏi thiên trụ, bói toán và tìm người. Tôi có một thỉnh cầu. Trần Thiên Trì mỉm cười gật đầu, đương nhiên rồi. Cái khác thì không nói, nhưng tế đàn thiên trụ của Tử Vi đế tộc ta có thể xem bói ra mọi việc trong thiên hạ. Diệp Bắc Minh kích động, xin tiền bối giúp đỡ. Với thực lực của Diệp Bắc Minh, lại lên tiếng cầu xin ông ta. Trần Thiên Trì thấy cực kỳ hữu ích, nể tình mối quan hệ giữa Diệp công tử và Vũ Nhu, mời Diệp công tử đi theo ta. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong nhà họ Trần đều dành cho Trần Vũ Nhu một cái nhìn đầy ý nghĩa. Diệp Bắc Minh giật mình, lão tổ, ông hiểu lầm rồi. Trần Vũ Nhu dậm chân ngượng ngùng, con và Diệp công tử không có quan hệ đó. Hơn nữa, con xấu như vậy, Diệp công tử cũng không thích con. Chúng con chỉ là bạn bè bình thường thôi. Diệp Bắc Minh gật đầu, Vũ Nhu cô nương nói đúng. Nghe thấy vậy, một tia thất vọng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Trần Vũ Nhu. Mọi người trong nhà họ Trần cũng lộ ra vẻ hả hê. Là như vậy, Trần Thiên chỉ có chút ngượng ngùng, được rồi. Giọng điệu thay đổi, Diệp công tử không phải muốn tìm người sao. Mời đi theo ta, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Trần Thiên chỉ và Diệp Bắc Minh rời đi. Một lúc sau, hai người đi đến nơi sâu nhất trong nhà họ Trần, trước mặt họ xuất hiện một dụng cụ khổng lồ giống như máy đo địa chấn. Lõi là một quả cầu khổng lồ, cao hàng trăm mét. Vô số phù văn tạo thành thần xích trật tự. Chìm vào sâu trong bầu trời. Cuối sợi thần xích chìm trong một tế đàn khổng lồ. Đây chính là tế đàn thiên trụ. Trần Thiên Trì gật đầu, đúng vậy. Diệp Bắc Minh hỏi, làm sao có thể tìm được người mình muốn tìm? Trần Thiên Trì chỉ vào tế đàn thiên trụ, Diệp công tử, cậu chỉ cần tiến vào trung tâm của tế đàn. Ngồi yên lặng ở đó, suy nghĩ về người mà cậu muốn tìm. Tế đàn thiên trụ có thể giao tiếp thần niệm, tự giúp cậu suy luận. Được, Diệp Bắc Minh nhanh chóng đi lên tế đàn thiên trụ. Ngồi ở vị trí trung tâm nhất như lời Trần Thiên Trì nói. Nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ tới 10 vị sư tỷ, Chu Nhược Giai, Tôn Thiến, Đông Phương Xá Nguyệt và những người khác. Hai cô con gái, những suy nghĩ và lo lắng vô tận lướt qua tâm trí hắn. Cùng lúc đó, tế đàn thiên trụ xoay chuyển điên cuồng. Trong mắt Diệp Bắc Minh tràn ngập sự hỗn loạn. Sau một thời gian dài, một số hình ảnh cuối cùng đã xuất hiện. Trong một hang động tối tăm, hai người phụ nữ ngồi khoanh chân, một người mở mắt, Tôn Thiến. Tôi mơ thấy Bắc Minh rồi. Người phụ nữ ở bên cạnh ngạc nhiên, hả? Thật sao? Hai người này không ai khác chính là Chu Nhược Giai và Tôn Thiến. Chu Nhược Giai nặng nề gật đầu, thật. Tôi mơ thấy anh ấy sẽ đưa chúng ta về nhà. Về nhà, ánh mắt Tôn Thiến phức tạp. Cúi đầu, người đó không phải đã nói rồi sao? Chỉ khi thực lực của Bắc Minh đạt đến một cảnh giới nhất định mới có thể tìm được nơi này. Hắn nói nếu nhanh, có lẽ cũng phải hàng triệu năm, nếu chậm. Có lẽ là hàng trăm triệu năm. Đúng vậy, Chu Nhược Giai tuyệt vọng cúi đầu, nếu chúng ta không nỗ lực nâng cao cảnh giới, chúng ta khó có thể sống sót đến lúc đó.
Tôi không muốn khi Bắc Minh tìm thấy tôi, chỉ còn lại một bộ xương. Tôn Thiến đi tới, ngồi xuống bên cạnh Chu Nhược Giai. Nhẹ nhàng ôm cô, đồ ngốc, Bắc Minh nhất định sẽ đến tìm chúng ta. Cô là vợ chính thức của anh ấy, là người mà anh ấy yêu nhất. Chu Nhược Giai hừ một tiếng, tôi càng ngưỡng mộ cô hơn. Sinh cho anh ấy một đứa con gái, không có gì tiếc nuối nữa. Con gái, trong mắt Tôn Thiến trở nên mơ hồ, cũng không biết Tâm Nhi hiện giờ đang ở đâu. Chu Nhược Giai nở một nụ cười, yên tâm đi, vận may của Tâm Nhi vẫn luôn rất tốt. Nhược Giai, Tôn Thiến, Diệp Bắc Minh lên tiếng, đáng tiếc hai người hoàn toàn không nghe được, hình ảnh trong tâm trí đã thay đổi. Một người phụ nữ trong bộ đồ võ hiệp đang di chuyển như một con thỏ trong rừng. Đó là Đông Phương Xá Nguyệt. Sư tỷ, chậm một chút, tốc độ của tỷ quá nhanh. Phía sau cô, có một nhóm người mặc quần áo giống nhau, đến từ cùng một tông môn. Xá Nguyệt, cô ấy cũng an toàn. Diệp Bắc Minh cảm thấy vui mừng. Tiếp đó, Ly Nguyệt và Đế Khởi La cũng xuất hiện, họ đang ở trong phòng nghỉ của một tông môn. Sở Sở và Sở Vị Ương đang phục vụ quanh một bà lão. Nghê Hoàng và Lục Linh Nhi đang tham gia một cuộc tranh tài của tông môn. Hướng Ly Ly và Long Khuynh Vũ đang thu thập dược liệu trong một thung lũng. Tốt, tốt quá rồi. Mọi người đều an toàn. Diệp Bắc Minh thở phào nhẹ nhõm, từ từ mở mắt ra. Trần Thiên Trì mỉm cười, Diệp công tử, tìm thấy người cậu muốn tìm rồi chứ. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi nhìn thấy họ rất an toàn, chỉ là vị trí cụ thể của họ thì tôi không biết. Tiền bối, tế đàn thiên trụ có thể suy diễn ra vị trí của họ không? Trần Thiên Trì mỉm cười trả lời, Diệp công tử, tất cả đều thuận theo thiên cơ. Khi duyên phận đến, tự nhiên cậu sẽ gặp được họ. Diệp Bắc Minh trầm ngâm gật đầu, đa tạ tiền bối, đến lúc tôi phải đi rồi. Xoay người liền cáo từ. Lúc này, một lão nô chạy tới bẩm báo, lão tổ. Liếc nhìn Diệp Bắc Minh, Trần Trừ không muốn nói. Trần Thiên Trì nói, có chuyện gì, nói đi, Diệp công tử không phải người ngoài. Diệp Bắc Minh không có hứng thú với bí mật của nhà họ Trần. Trần Thiên Trì nói như vậy, rõ ràng là cố ý kết bạn với hắn. Giọng nói của lão nô ngưng trọng, lão tổ, người của Trần Đoàn Đế Cung ở vị diện chi thượng đến rồi. Nhanh như vậy sao, Trần Thiên Trì giật mình, vội vàng nhìn về phía Diệp Bắc Minh, Diệp công tử. Nhà họ Trần ta là một nhánh của Trần Đoàn Đế Cung ở vị diện chi thượng. Năm đó, Tử Vi đế tộc là xuất thân từ nhà họ Trần ở vị diện chi thượng. Tiên tổ Tử Vi đại đế với thân phận là một đứa con bị bỏ rơi, đã thành lập nên Tử Vi đế tộc, sau này mới nhận tổ quy tông. Cứ qua một khoảng thời gian, Trần Đoàn Đế Cung sẽ chọn ra một vài thanh niên của nhà họ Trần, đưa về bồi dưỡng. Sứ giả đến rồi, bây giờ ta phải đi tiếp đón, Diệp công tử, thứ lỗi ta không thể tiếp tục đi cùng cậu. Diệp Bắc Minh xua tay, vốn dĩ tôi chuẩn bị cáo từ rồi. Nếu đã như vậy, ông đi đón tiếp họ đi, tôi đi trước đây. Ta tiễn cậu ra ngoài, Trần Thiên Trì gật đầu, dẫn Diệp Bắc Minh rời khỏi tế đàn thiên trụ, vừa đến bên ngoài đại điện. Liền nghe thấy một giọng nói giận dữ từ bên trong truyền ra. Cái quái gì vậy, bổn sứ giả đã uống hết một ly trà rồi. Lão tổ của các ngươi còn không đích thân tới tiếp kiến. Rốt cục có còn để Trần Đoàn Đế Cung chúng ta vào mắt không? Rắc rắc, chén trà rơi xuống đất. Sứ giả đại nhân, xin ngài tha tội. Bốp, một âm thanh sắc nét. Vài người hầu bay ra ngoài, ngã mạnh xuống bậc thang bên ngoài đại điện. Nếu nhà họ Trần các ngươi không muốn chọn người, vậy thì thôi đi. Vài thanh niên ngạo mạn bước ra khỏi đại điện. Phía sau là hơn chục người cấp cao của nhà họ Trần, không ngừng xin lỗi. Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua, tổng cộng có 5 thanh niên. Thanh niên dẫn đầu có một đôi mắt hình tam giác, khóe miệng sạch xuống. Đầu ngẩng cao, trông vô cùng kiêu ngạo. Các vị sứ giả, xin lỗi, ta là Trần Thiên Trì, lão tổ của nhà họ Trần. Người của tôi đã sơ suất, xin các vị sứ giả tha tội. Trần Thiên Trì bước nhanh về phía trước, ông ta lấy ra chiếc nhẫn chứa vật đã chuẩn bị từ lâu. Tổng cộng có 5 chiếc. Mỗi chiếc đều vô cùng lộng lẫy. 5 người dừng lại, khóe môi nở nụ cười, biết nhau lâu như vậy, ở đâu ra nhiều chuyện như vậy. Trần Thiên Trì, ông hiểu chuyện hơn đám vô dụng kia nhiều đấy. Thanh niên mắt tam giác mỉm cười bước tới. Hắn đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt già nua của Trần Thiên Trì. Người nhà họ Trần đều dám tức giận nhưng không dám lên tiếng. Trần công tử, lần trước cậu đến, cũng là tôi tiếp đón, đương nhiên là hiểu chuyện rồi. Trần Thiên Trì chịu đựng sự sỉ nhục và cố gắng mỉm cười. Diệp Bắc Minh âm thầm buồn cười, Tử Vi đế tộc, ở nguyên thủy chân giới gần như là đỉnh của đỉnh, lúc này, đường đường là một lão tổ cảnh giới tế đạo cấp 9, lại phải khúm núm mỉm cười với một thanh niên ở vị diện chi thượng, bị người ta đánh vào mặt như sỉ nhục cũng không dám có bất kỳ phản ứng gì. Tiểu tháp, quả nhiên cho dù đi đến đâu, nắm đấm mới là sức mạnh tuyệt đối. Diệp Bắc Minh thở dài,
Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, nói thừa, tình hình cha mẹ tôi thế nào? Yên tâm, họ đã sớm thích nghi với điều kiện trong tháp, vết thương cũng gần như đã bình phục rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mỉm cười, bây giờ đang cố gắng nâng cao cảnh giới. Nên đến nhà họ Diệp một chuyến rồi. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, xoay người rời đi, vốn dĩ chỉ là một động tác nhỏ nhưng có mặt năm thanh niên mắt tam giác. Trần Thiên chỉ giống như một học sinh tiểu học đang bị dạy dỗ. Những người nhà họ Trần khác đều cúi đầu, bất động như tượng gỗ. Diệp Bắc Minh đột nhiên rời đi, có vẻ đột ngột quá. Soạt, năm ánh mắt lập tức rơi vào Diệp Bắc Minh, tiểu tử, người đi đâu vậy? Bổn công tử không nói, ai cho phép ngươi rời đi? Trần Thiên chỉ nhanh chóng giải thích, Trần công tử, Diệp công tử đây không phải là người nhà họ Trần. Bổn công tử hỏi ông chưa, hắn không phải là người nhà họ Trần thì bổn công tử không thể ra lệnh cho hắn sao? Bốp, thanh niên mắt tam giác Trần Phong tát vào khuôn mặt già nua của Trần Thiên Trì, phát ra một âm thanh chói tai. Cậu, đôi mắt của Trần Thiên Trì mở to, một vết bàn tay in rõ trên khuôn mặt già nua. Lão tổ, mắt người nhà họ Trần đều đỏ ngầu, vô cùng tức giận, muốn lao về phía trước. Trần Phong cười cợt, sao nào, các ngươi còn muốn động thủ? Dừng lại, Trần Thiên Trì hét lên, tất cả mọi người trong nhà họ Trần đều dừng lại. Trần công tử, thật xin lỗi, là ta quản không chặt. Coi như ông thông minh, một đám tôm tép vô dụng cũng dám cãi lại bổn công tử. Trần Phong cười lạnh, ánh mắt rơi vào Diệp Bắc Minh, không khỏi sửng sốt. Tiểu tử đó không những không dừng lại, ngược lại, tiếp tục đi ra bên ngoài nhà họ Trần. Cứ như chuyện xảy ra ở hiện trường không liên quan gì đến hắn. Trần Phong thốt ra hai tiếng như đế vương, đứng lại. Trực tiếp phất lờ, ha ha ha, Trần Phong, ngươi không có sức đe dọa rồi. Ngươi nhìn xem, một tiểu tử ở vị diện cấp 8. Chỉ là một cảnh giới đại đạo cấp 1 mà dám phất lờ ngươi. Nếu chuyện này truyền về, sau này sao còn có thể có chỗ đứng chứ? Bốn người đi cùng, trông vô cùng hả hê. Sắc mặt Trần Phong tím ngắt, bổn công tử kêu ngươi đứng lại, ngươi điếc sao? Uỳnh uỳnh, tiến lên một bước, cắt qua không khí như một chiếc máy bay chiến đấu. Đáp thẳng xuống trước mặt Diệp Bắc Minh, phát ra một tiếng nổ lớn, mặt đất dưới chân nổ tung. Cút, Diệp Bắc Minh hét lên. Nghe được chữ này, Trần Phong nheo mắt lại. Còn tưởng mình nghe nhầm, ngươi nói cái gì? Ta nói, cút, muốn chết, Trần Phong hoàn toàn tức giận. Không đợi anh ta kịp ra tay. Diệp Bắc Minh ra tay trước, gào, một tiếng rồng gầm vang lên, bóng dáng của huyết long lướt qua, đánh thẳng vào Trần Phong. Phụt, một tiếng, xương máu nổ tung, Trần Phong trực tiếp biến mất. Trần Phong, làm sao có thể, bốn thanh niên còn lại sợ đến mức tê cả da đầu. Kinh hãi nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Bắc Minh, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi thật sự. Rít, người trong nhà họ Trần cũng hít một hơi khí lạnh, vô số ánh mắt đổ dồn vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhanh chóng đi theo lộ trình ban đầu như chỗ không người. Một lúc sau, mẹ kiếp, ai nói cho ta biết chuyện gì được không? Đây không phải là nằm mơ sao? Trần Phong bị tiểu tử kia đấm một cái nổ tung rồi. Thi thể không còn dấu vết gì. Ực ực, làm sao có thể? Tiểu tử đó rốt cục là ai? Bốn thanh niên nhà họ Trần dựng tóc gáy. Giây tiếp theo, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trần Thiên Trì. Mồ hôi Trần Thiên Trì đổ như mưa, bốn vị công tử, thực lực của Diệp công tử vốn dĩ rất mạnh. Trần Phong công tử không nên khiêu khích Diệp sư phụ. Mới nửa ngày trước, một mình Diệp công tử đã giết toàn đế huyết Tiêu gia, không những đánh lại xạ nhật cung của nhà họ Tiêu, mà đến một phân thần của thần Vũ Đại Đế cũng bị cậu ấy chém chết. Cái gì, bốn người đông cứng tại chỗ, mồ hôi lạnh toát ra từ phía sau. Hơn nữa, tuyết tộc cũng đã bị tiêu diệt một giờ trước. Rít, bốn người nhìn nhau, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Chấm, Diệp Bắc Minh bước ra khỏi Tử Vi đế tộc, chiếc nhẫn chứa vật của hắn dao động. Hắn cau mày, giơ tay lên, một miếng ngọc bội xuất hiện trong lòng bàn tay. Diệp Bắc Minh, ta có việc cần ngươi đi làm. Giao trì, Diệp Bắc Minh cười, thú vị đấy, cô cảm thấy tôi vẫn sẽ giúp cô làm bất cứ chuyện gì sao? Giao trì ngây ra một chút, sau đó ngạo nghễ cười, ha ha. Chỉ bằng chúng ta đánh cược một ván. Diệp Bắc Minh trực tiếp từ chối, không có hứng thú. Giao trì cười khúc khích. Từ chối là vô hiệu, chúng ta hãy đánh cược, người sẽ cam tâm tình nguyện giúp ta làm tốt việc này. Diệp Bắc Minh nắm chặt năm ngón tay, sắp nghiền nát ngọc đế. Giọng nói của Giao Trì nhàn nhạt vang lên, sau khi làm xong chuyện này, ta sẽ nói cho ngươi tung tích của sư tỷ ngươi. Thành Giao, Diệp Bắc Minh nheo mắt lại. He he he, giọng điệu của Giao Trì rất kiêu ngạo, tiểu minh tử, ta vẫn thích dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi của ngươi. Không phải không đồng ý làm việc giúp ta sao? Sao lại hối hận rồi? Giọng nói Diệp Bắc Minh ngưng trọng, Giao Trì, nếu cô còn nói nhảm một câu, tôi sẽ lập tức nghiền nát ngọc đế. Bỏ đi, Giao Trì trợn mắt,
hai tay chống cằm, gần đây có một thế lực tên là hồn tộc xuất hiện, bọn chúng đang truy tìm tung tích của hỗn độn thể. Ngươi cẩn thận một chút, nếu bị bắt được, ngươi sẽ mất mạng đấy. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời, tôi đã giao chiến với hồn tộc rồi. Giao Trì kinh ngạc, cái gì? Nhanh như vậy, ngươi không sao chứ? Diệp Bắc Minh trả lời, thất hộ pháp, cửu hộ pháp của bọn chúng đã bị tôi giết, còn mấy người nữa chạy mất rồi. Giao Trì càng kinh ngạc hơn, thực lực của ngươi tăng nhanh như vậy sao? Xem ra chúng ta thật sự có hy vọng, ánh mắt không ngừng lấp lánh. Suy nghĩ mấy giây, Diệp Bắc Minh, ta cần ngươi giúp ta tiến vào hồn tộc, tìm ra vị trí thánh điện của hồn tộc. Diệp Bắc Minh cau mày, tự các người không tìm được sao? Giao Trì nói, hồn tộc cực kỳ thận trọng, gần như rất hiếm khi xuất hiện. Bây giờ bọn chúng rất có hứng thú với ngươi, ngươi là người tốt nhất. Chỉ cần ngươi tìm được vị trí thánh điện của hồn tộc, ta sẽ nói cho ngươi biết tung tích của sư tỷ ngươi. Nhất ngôn cửu đỉnh, Diệp Bắc Minh đồng ý. Giao Trì cười đắc ý, ha ha, tiểu minh tử, ta chờ tin tốt của ngươi. Nhắc nhở một câu, chắc không bao lâu nữa sẽ có người của hồn tộc tìm tới ngươi. Lời cuối cùng vừa dứt, Ngọc Đế mở đi, liên lạc gián đoạn, sự u ám trong lòng Diệp Bắc Minh lại được quét sạch. Tinh thần phấn chấn, nếu Giao Trì đã dám bảo đảm sẽ nói cho ta tung tích của sư tỷ, vậy các sư tỷ ta nhất định an toàn. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười nói, cậu không sợ người phụ nữ đó lại lừa cậu sao? Diệp Bắc Minh cau mày, chắc là không đâu, tôi có cảm giác, hồn tộc này không đơn giản. Lời nói của Giao Trì có vẻ còn nhẹ nhàng, nhưng với sự kiêu ngạo của cô ta. Có thể chủ động liên hệ với tôi, điều đó cho thấy cô ta đủ coi trọng việc này. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Bắc Minh tràn ngập sương mù. Không suy nghĩ nữa, đi, đến nhà họ Diệp. Tiến lên một bước, hai giờ sau, Diệp Bắc Minh xuất hiện bên ngoài cửa lớn nhà họ Diệp ở Trung Châu. Khoảnh khắc mọi người trong nhà họ Diệp nhìn thấy Diệp Bắc Minh, sắc mặt bọn họ đều trở nên mất tự nhiên. Diệp Bắc Minh, tại sao anh ta lại quay lại? Vô số ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Diệp Bắc Minh sải bước về phía cửa lớn nhà họ Diệp. Đột nhiên, đứng lại, một ông lão hét lên, chặn trước mặt Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, người tới đây làm gì? Đây là nhà họ Diệp, ở đây có rất nhiều người, không được mời thì cấm vào. Bốp, tiếng tát vang lên như sấm. Ông lão vừa nói vừa bay ra ngoài như một con chó chết, ngã mạnh xuống bậc thang cách đó hàng chục mét, phun ra một ngụm máu. Thất trưởng lão, người nhà họ Diệp có mặt đều biến sắc. Diệp Bắc Minh, người dám đánh ta? Ta là trưởng lão nhà họ Diệp. Thất trưởng lão vừa kinh vừa tức giận, gầm lên nhục nhã. Diệp Bắc Minh cười nói, ngươi là cái thá gì? Ta từng là thánh tử nhà họ Diệp, ngươi chỉ là một trưởng lão mà cũng dám cản đường ta. Thánh tử nhà họ Diệp, mọi người đều choáng váng. Từ khi Diệp Thí Thiên chết, thân phận thánh tử của Diệp Bắc đã bị một lão tổ khác phế bỏ. Tuyên cáo thiên hạ, thất trưởng lão tức giận nói, ngươi không còn là thánh tử nhà họ Diệp nữa, thánh tử nhà họ Diệp hiện giờ là Diệp Mặc. Ngươi cũng đã không còn là người nhà họ Diệp nữa, ngươi đã bị Như Hỏa lão tổ trục xuất khỏi nhà họ Diệp từ lâu rồi. Diệp Bắc Minh cười lạnh, ta là thánh tử do đích thân Diệp Thí Thiên lão tổ phong. Diệp Như Hỏa là cái thá gì? Khi Thí Thiên lão tổ còn sống, hắn dám đánh một quả giấm không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 144.